cái bài thuyết pháp đó, trong cái lúc họ nghe đó thì tâm họ an định cho nó ít bị vọng tưởng. Nhiều lúc niệm Phật niệm không vô, khí lực tổn, tâm lực bị tán loạn quá, đề khởi câu Phật hiệu không được, chuyển đổi cái cách từ niệm Phật sang nghe pháp. Đó là cái cách của bà Lưu Tố Văn, mỗi ngày nghe 8 tiếng. Và nghe đến cái tâm trạng thì giải hành tinh ưng. Giải tức là đang nghe lời của Hòa Thượng Tịnh Không giảng, đi vô định rất sâu. Hành lúc bà hành trì câu Phật hiệu cũng vô định rất sâu, gọi là giải hành tinh ưng. Thì bọn phàm phu chúng ta phải còn điều này. Có những người họ không được may mắn như chúng ta, ngồi tại đây ăn cơm xong rất là thoải mái, không ai quấy rầy, không con cái, chồng con, không công việc gì phá phách mình hết. Đang ngồi ở đây rất là thanh tịnh, trang nghiêm, chính tịnh thất cũng như một số người. Nhưng mà có một số người cũng tội nghiệp, nghe được có 7 giờ là nửa tiếng sau phải đi xuống lo công việc. Nên thành ra là đây là một cái phước báu may mắn của đời mình. Thành ra là cái người mà dụng công tu hành mà bỏ đi cái phần giải, tức là không có nghiên cứu những cái nghĩa thú và trạch pháp, tức là hiểu những lời của Phật tổ đó, thì họ tu không tới nơi nổi. Chắc luôn, bọn phàm phu chúng ta là chắc chắn như vậy. Bởi vì cái lòng tin chúng ta chưa đạt đến cái chỗ tuyệt đối. Vì cái nghi ngờ của ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi nó còn đầy bụng dạ, cho nên tu thời gian nó chán, cái nghi ngờ nó bỏ. Mà muốn phá cửa ải nghi ngờ đó là chỉ có cái việc đó là phải nghe những nghĩa thú, những người giảng trạch cho mình mới đoạn nghi sanh tính được. Hôm nay chúng ta nói đến cái cuộc đời của Ấn Tổ khi lúc lâm chung sơ lược thôi. Và bà nói thêm cái việc mà cụ ông Lê Trí Toàn làm bún bò 30 năm, bán bún bò 30 năm. Hôm qua chúng ta có lên gặp và tiễn đưa gia đình, họ cầm di ảnh của cụ với lại hình, với lại cốt lưu hương mang về. Ngoài đó họ cũng chuẩn bị cái đám
rước ông về rất là linh đình, có quý thầy là đến cúng. Thì cái đĩa hồi hôm qua là đĩa số 2, cũng có cái đám của cụ do thầy Tấm với một số mấy anh em trên đó làm, và gia đình họ phát biểu cũng rất là hay. Thì hôm nay chúng tôi nói điều này sẽ lấy cái đoạn đó gắn vô trong cái đoạn này thì nó sẽ hợp lý và nó logic và nó có sức ảnh hưởng mạnh hơn nữa. Cho nên chủ nhật tối thứ bảy đại chúng có thể nghe lại cái đĩa hôm nay và cái sự ra đi của ông và mấy thầy làm cái ký sự hộ niệm và phỏng vấn hộ niệm vân vân ở trên pháp hội mình phát trực tiếp cho mọi người đón xem. Cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói tổ sư Ấn Quang là một nhân vật đặc biệt suốt 300 năm nay. 300 năm trước trở lại nay là một vị đặc biệt chưa từng có. Đó là Ngài Hoàng Nhất Đại Sư nổi tiếng thời Ấn Tổ, Ngài có nhận định như vậy. Những vị này là những vị Bồ Tát. Thì người đặc biệt này phải để lại cái gì đặc biệt? Để lại bút tích đặc biệt. Bút tích đó là gì? Bút tích đó là bộ văn sao. Người đặc biệt này khi họ sống cuộc đời họ cũng đặc biệt, nhưng mà cuộc đời của họ là biểu pháp và dành cho hàng phàm phu làm được, chứ không phải phàm phu làm không được. Điều không chịu làm và cuộc đời của Ngài đặc biệt khi bắt đầu tu tịnh độ thì gặp được một cái đạo tràng của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư là tổ thứ 11 gọi là Mộng Đông. Thì Ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, Ngài đã thấu triệt được tông chỉ của thiền, đó là triệt ngộ, thấy được thể tánh vẹt hết mây mờ, thấy được ánh trăng rồi. Gương trong tâm đã lau chùi sạch sẽ, gương đã lau chùi sạch sẽ và gương đã phát diệu soi trời chiếu đất được rồi. Thể tánh đã chế ngự được tất cả kiến hoặc tư hoặc và thể tánh đã hiển lộ, tuy rằng chưa đoạn được. Thì Ngài thấy nếu mà đoạn thì phải mất thời gian khá lâu, cho nên Ngài mới thật vì sinh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu trì danh Phật hiệu để Ngài vãng sanh. Đó là vị thiền sư từ thiền chuyển sang tịnh độ. Thì Ngài có duyên đến được đạo tràng này và Ngài hạ thủ công phu Ấn Tổ. Thường các vị Bồ Tát này, các vị Tổ này hay gặp nhau trong thời ban đầu. Trong thời ban đầu các Ngài hay gặp nhau trên cái việc mà tu hành đạo tràng với nhau. Và trong cái thời gian Ngài dụng công tu hành đến lúc Ngài lâm chung ra đi thì tuổi bằng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 80 tuổi. Tuổi này ra đi rất là đẹp. Vừa và ra đi thì thiêu lại để xá lợi quá chừng, nhiều quá trời. Và cái đặc biệt mà chúng tôi kính ngưỡng vô vàng đó là 32 cái răng còn nguyên vẹn. Đây là xá lợi răng. Lửa mà nó vô nó thiêu thì răng cũng không thể nào còn được. Răng cũng như xương thôi, rủi hết. Nhưng mà riêng cái răng của Ngài đó là kim cang bất hoại, là biểu pháp. Và Ngài nói rằng cái bộ văn sao này là một chân lý có thể lưu truyền lại 9.000 năm mạt pháp, giống như bộ răng của Ngài. Ở đây là chúng tôi nhìn thấu, thẩm thấu để hiểu ra được cái biểu pháp của Ngài để lại. Xá lợi không nói, xá lợi thì bình thường như các vị tổ, nhưng mà để xá lợi lại thì cũng không phải là đơn giản. Xá lợi mà nhiều màu, mà đủ hình dạng, rất là đẹp. Và để lại 32 cái răng. Đây là một biểu pháp mà từ xưa nay ít có vị nào mà có cái điều này. Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức có, mà răng từng cái mà còn nguyên vẹn mà nằm như vậy thành cái hàm giống như một con người còn sống. Cho nên cái chân lý nó nằm ở chỗ này. Cái gì giả nó diệt, nhưng vì cái gì thật là nó không có diệt. Cái thân này giả nó diệt, nhưng mà cái Phật tánh của mình không có diệt.
chỗ này Ngài muốn nói cho mọi người biết. Và những cái giả như bộ răng này, tuy rằng nó còn thiêu, nó không có bị cháy, nhưng mà cái giả này đôi khi nó cũng là một cái biểu pháp để hiển lộ được cái thật, đó là trong tâm thường trụ, và mình và chúng sanh là Phật chưa thành, Phật là Phật đã thành, Phật là chúng sanh đã thành. Cho nên mình biết mình có Phật mà chưa thành, và chúng sanh có Phật chưa thành. Thì bây giờ mình có Phật mình chưa thành, thì mình phải tu để mình thành Phật. Và chúng sanh có Phật chưa thành, thì mình phải độ cho chúng sanh để thành Phật. Mà muốn độ để trọn vẹn thì không chướng ngại giữa mình và chúng sanh, thì vãng sanh về Tây Phương thành Phật rồi, bắt đầu thường nguyện tái lai để độ thì là an toàn. Chứ còn ở trong cõi này mà không phải là Bồ Tát mà đi độ sanh thì rất là dễ chướng ngại. Lúc trước thì chúng tôi đi theo đường hướng của Hòa Thượng Tịnh Không, thấy Ngài cũng đi độ sanh nước này nước nọ, tỉnh này tỉnh nọ, thì mình cũng khoái đi, đi thời gian công phu xuống hàm dưỡng chưa đủ gục liền. Vậy cái hạnh của Hòa Thượng Tịnh Không là cái hạnh Bồ Tát, mình đôi khi chưa hàm dưỡng làm như vậy thất bại. Nhưng mà cái hạnh nguyện của Ấn Tổ chúng tôi thích đó là dầu cho thành tựu rồi đi, thành pháp khí rồi đi, biết ngày giờ vãng sanh, nhưng vẫn nuôi dưỡng cái tâm vãng sanh này cho đến khi nào vào liên hoa về cực lạc, chứ không rời khỏi cái nơi thường trụ của mình mà vẫn độ sanh được. Cái này hay. Chúng tôi chọn cách này, và trong từ khi ở bên Mỹ gặp được bộ Tam Biên cầm về là không muốn đi đâu. Khi xuống chùa Vĩnh Nghiêm thì Thượng Tọa Thanh Phong nói quá, thì chúng tôi tổ chức được 8 lần thì chúng tôi ngưng. Ngài cũng vậy, Ngài đến Thượng Hải mà thành tựu rồi đó, Ngài làm chỉ có 8 lần xong rồi Ngài rời khỏi Thượng Hải và không đi nữa, ở tại tiếp chỗ đó. Và cái kêu là mình đã có duyên rồi thì chúng sanh sẽ đến, mà đúng thiệt. Không đi ra ngoài mà cả cuộc đời Ngài gần 1.000 lá thư, 990 lá thư. Mà khi người ta nhận được lá thư đó là cái bút tích của Ngài, người ta giữ đó. Tục biên thì trước khi Ngài mất đã có, chánh biên trước khi Ngài mất đã có, gia ngôn lục Ngài hay nói những cái này Ngài gửi đi có, nhưng mà tam biên là khi Ngài mất rồi mới có, người ta mới gom lại những lá thư đó. Thì đó là cái điều mà Ngài ở một chỗ mà vẫn độ sanh được. Và những cái bút tích của Ngài trong bộ văn sao này tuyệt. Thì con người bất diệt mà con người đặc biệt thì để lại một cái pháp bảo bất diệt đặc biệt, đó là pháp bảo văn sao. Ở đây là bộ sách mà tiệc cổ kim xưa nay coi như là chúng ta dùng là một chất đề hồ hoàn hảo. Chất đề hồ hoàn hảo, sữa đã biến thành đề hồ. Phật nói kinh rải rác trong tam tạng là sữa để nuôi tất cả tâm linh chúng sinh đang bị đói khát khổ đau, si dại tham sân, ngã mạn nghi ngờ. Hết những cái chất độc này làm cho cái tâm linh nó đã bị si bại quá cùng cực rồi. Hôm nay dùng cái chất đề hồ pháp bảo của Phật để nuôi dưỡng, nhưng mà đó là sữa để tùy theo căn cơ để mà uống vào. Có người chỉ chuyên tu luật, nhiều lúc một đời không đủ thời gian tu và không thành tựu. Có người chuyên tu thiền, họ cũng không đủ cái sức để đột phá được kiến hoặc tư hoặc, cũng không liễu sanh thoát tử nổi. Nhiều người họ tu mật tâm để tâm mật tương ưng tất thân thành Phật, không đủ khả năng. Thì Ngài mới gom hết tất cả tam tạng kinh điển, Ngài ở trên cái lầu cát trong pháp vũ là giữ cái bộ đại tạng kinh, Ngài đọc hết. Rồi Ngài mới lấy bao nhiêu chất sữa trong tam tạng kinh điển kết tinh thành chất đề hồ. Chất đề hồ đó là người tu muốn liễu sanh thoát tử trong đời này phải giới luật tinh nghiêm. Đã chúng ghi chỗ này. Muốn vãng sinh, người căn cơ phàm tục chúng ta muốn vãng sinh, thứ nhất phải giới luật tinh nghiêm. Thứ hai phải phát đại bồ đề tâm. Trong này Tam Biên nói đúng không? Thứ nhất là giới luật phải tinh nghiêm. Cư sĩ năm giới giữ năm giới, sa di tỳ kheo giữ đúng giới phận của mình, phải tinh nghiêm giới luật. Thứ hai là phải phát đại bồ đề tâm, rộng hành các phương tiện sự. Phương tiện tùy theo, làm thiện được làm, nhỏ cũng làm, lớn cũng làm. Phát đại bồ đề tâm, rộng hành các phương tiện sự.
và gì tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mấu chốt đây là chất đề hộ, mấu chốt của người vãng sanh. Đây đây là chúng tôi đọc và chúng tôi chiêm nghiệm, hôm nay chúng tôi thuộc lòng nói ra và đại chúng nên về học và nhớ cái tinh yếu của chất đề hộ văn sao nằm chỗ này. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, phát bồ đề tâm rộng hành các phương tiện sự. Giờ lắng nghe. Cái người mà làm được những điều này á, những cái người mà họ làm được điều này với lực tinh nghiêm, rồi phát đại bồ đề tâm, rộng hành các phương tiện sự, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, thì người nào làm được điều này? Có phải là kẻ giàu có làm được không? Chưa chắc. Những người nghèo nàn có làm được không? Vẫn chưa chắc làm được. Những người nào làm được? Những người có thiện căn. Người có thiện căn khi họ gặp giới luật của Phật, họ quyết giữ không phạm. Họ gặp tam bảo, họ xin quy y. Thì người này thiện căn của họ nhiều đời được nuôi dưỡng và được người hỗ trợ. Thiện căn đó là gì? Thiện căn đó là tính căn. Người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh biển. Thì cái người niệm Phật, giữ được giới luật tinh nghiêm, phát đại bồ đề tâm, tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, phát xuất từ cái căn cội nguồn nào? Từ cái căn cội nguồn của tính căn. Cái gì vô lại thiện căn nó sẽ thúc đẩy, và cái gốc nền tảng để làm được ba cái điều hồi nãy là tính căn, ghi vô tính căn. Thiện căn đó là bao gồm những cái gì? Tính căn, rồi nguyện căn, rồi tấm căn, rồi niệm căn, tính căn. Đây là ngũ căn, tính căn. Căn là căn bản, là gốc gác. Tính căn, niệm căn, tính căn, nguyện căn, tấm căn, tính tấm niệm định tuệ đó, là năm cái căn bản là gốc gác. Nhưng mà chúng tôi thêm vô là tính theo người tu tịnh độ phải có nguyện căn nữa. Hôm nay chúng tôi nói đến cái chỗ này. Cái người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, kinh A Di Đà nói đó là phải đầy đủ thiện căn, mà thiện căn đó là tính căn, nguyện căn, tấm căn, niệm căn, định căn và tuệ căn, phải nuôi dưỡng cái sáu căn này. Đúng ra là tính tấm niệm định tuệ, nhưng mà chúng tôi thêm vô là phải nuôi cái nguyện nữa mới đủ. Người tu tịnh độ lắng nghe cho kỹ cái này, và có phước đức nữa. Không những có tính tấm, tính nguyện tấm niệm định tuệ căn là đủ, mà phải có phước đức nhân duyên nữa. Phước đức nhân duyên đó là gì? Đó là tịnh nghiệp tam phước. Cái chỗ này phải học thuộc lòng đó. Tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng cha mẹ là người sanh ra ta, tôn kính sư trưởng là thầy ta và người có đạo đức, tôn kính tột cùng lòng từ không giết và làm mười điều thiện. Phải hàm dưỡng và nuôi cái tính căn, và nuôi dưỡng cái thiện căn và phước đức này. Thì cái thân của mình, lắng nghe nè, cái thân của mình nuôi dưỡng bằng cái gì? Cơm, nước, rồi không khí, áo quần, coi như là cuộc sống để nuôi cái thân này. Hầu như người ta đổ toàn tâm, toàn bộ cuộc đời để họ làm cho cái thân này được tồn tại. Nhưng mà cái này nó là giả tồn tại 100 năm, 60 năm, tạo bao nhiêu ác nghiệp, bất cứ nghiệp gì cũng phải làm hết để nó tồn tại cho cái thân này, để cho có nhà, có cửa, cho ăn, có mặc, có ở, có bệnh. Nhưng chết thì họ không biết đi đâu và chết sao cũng được. Thì gọi là chúng sanh lo thân mà không biết cách lo. Cũng là con người, họ bán bánh hỏi 40 năm là bánh hỏi chay, họ nuôi cái thân của họ và gia đình của họ vẫn an ổn, mẹ chúng tôi
Và một số người họ làm nghề lương thiện, hiền lương, thì họ vẫn nuôi được cái thân, đúng không? Thì cái thân này thì dùng những cái vật chất bên ngoài để nuôi nó, nhưng mà không khéo nuôi nó nên nó cũng chết sớm. Không biết giữ nó thì nó cũng mất sớm. Không biết nuôi nó là gì? Ăn toàn là những loại động vật thịt cá, những loài chúng sanh để thọ mạng phải ngắn, để chất độc trong thịt cá đó để làm con người mình chết sớm. Nuôi kiểu này là không đúng pháp rồi, không đúng phép dưỡng sinh rồi. Nước thì uống rượu, uống bia, uống đồ toàn là hăng độc không, làm sao mà sống nổi. Nếu mà nuôi nó bằng gạo tẻ, nếp thơm, gạo lứt, rau cỏ củ, nuôi này đúng pháp dưỡng sinh. Cái chỗ này là cái chỗ cũng chí sâu hết, thức thận cẩn thận coi. Mà cái thân nó có sức khỏe rồi, có thực mới vực được đạo, thân an thì tâm mới tánh tu đạo nghiệp được. Mình xưa bày nay làm cứ có thịt là vui, sáng ăn tổ. Ngày khai thị lúc chúng tôi tu xong đi xung quanh cái động lạy bốn vị hộ pháp đó, xong rồi cái rồi tứ đại thiên vương, xong rồi nghe ngài nói tánh là đọc ra kiểu gia đình của mình trộm cướp nó tới, nó cướp bóc, nó giết mình, nó lấy của mình, có vui vẻ cho nó giết không? Ai mà vui vẻ cho nó giết được? Điều mình có miệng mà không dám nói, không dám chửi, xin lỗi nó cũng không được, kêu nó tha thứ nó cũng không chịu. Có tay mà không thể nào mà chống đối lại được, và cứ có mắt chỉ nhìn nó để cho nó tàn hại, nó hãm hiếp gia đình, nó lấy hết của cải. Lòng dạ mình đau xót vô cùng mà chống trả không lại được. Thì loài súc vật cũng vậy, nó là vô thế, là ở trong chuồng, và thứ nhất, thứ hai nữa nó không có đủ khả năng chống chọi, cho nó có vui vẻ để cho mình giết không? Vậy mà giết nó mà ăn thì cái sự báo thù này phải có. Thì cái sự báo thù đó là cái sự rắc rối quý vị, bệnh hoạn, rồi những cái chuyện bất chắc xảy ra đến với quý vị. Tuy rằng mình không trực tiếp giết nó, nhưng người khác giết cho mình ăn thì đó là tổn hại thân mạng mình rồi. Kinh khủng không? Ngài luận rất sâu về cái chuyện mà tàn hại sinh linh kinh thiên địa này. Thì bây giờ nói cái chuyện ăn chay rồi mỗi người dưỡng sinh cái thân thể mình thì cái đó là tùy theo cái khả năng môi trường, và có nhiều lúc họ muốn, nhưng mà đi ra đi làm là phải đói rồi vô gặp cái quán đó có thịt hay là bánh tráng, bánh trái gì phải ăn cho đói chết, ra họ không có phương tiện nổi để họ có thể chủ động được, họ nấu ăn và họ ở trong một cái môi trường để họ sinh sống. Thì chung quy lại nuôi một cái thân này cho nó ổn định cũng phải có một cái môi trường tốt cho nó. Bắt buộc phải có môi trường tốt. Môi trường đó là thuần chay, ăn chay, đúng giờ, đúng giấc, hợp vệ sinh, và ở trong môi trường đó nuôi cái thân này. Thì Ấn Tổ ở trong môi trường nào? Pháp Vũ, Linh Nham, Báo Quốc, ở trong đó vài chục năm dưới đại chúng dùng chay. Thì cái môi trường đó nuôi được cái thân này. Đó quý vị nghĩ coi. Bây giờ ví dụ như thầy Hậu thấy gia đình ba mẹ bệnh hoạn yếu quá rồi, bước đầu ông về ông cũng giữ chay được, ông về thí dụ để nuôi cha mẹ đi, bắt đầu đi làm ăn đi. Thì khi đi làm ăn rồi thì đâu phải chỗ nào cũng có quán chay cho mình đâu, không? Rồi mình phải đi kiếm tiền, đi đến cái chỗ đó, tới cái rồi nó hết cơm mất à. Hoặc giờ tới chỗ đó rồi cơm thịt không có đồ chay, chẳng lẽ giờ nhịn đói cũng phải ăn. Thì cái môi trường nó là như vậy, con người phải chịu như vậy. Mình không có phước báu ở trong một môi trường tốt để họ nuôi dưỡng cái thân mình, rồi tự mình đi kiếm một cái đồng bạc để xài, để mà kêu rằng là có cuộc sống sung túc, mà cuối cùng lại phạm vô cái chuyện ăn thịt chúng sanh để thân tàn ma dại, đường cùng đường mạt lộ. Cuối cái phim thứ nhất, số tập 1 của ông Du Tịnh Ý, ông nói tôi hôm nay cùng đường mạt lộ, nghĩ quẩn định nhảy xuống chết mà, dưới hồ chết mà có cái ông đó ông cứu, ông lái đò cứu chúng tôi, tôi chết sao tôi đến cùng đường mạt lộ như vậy. Từ nơi cái tâm sát sanh của ông câu cá, từ cái tâm bổn sẻn, từ nơi cái tâm kiêu ngạo, từ nơi cái tâm mà coi như làm cho bao nhiêu người bất an đau khổ, quả báo chiêu cảm hiện tại là hiện báo. Thì bây giờ ông khi chuyển qua ăn chay một cái là thân tâm ông bắt đầu là nhẹ nhàng. Lúc đó không phải là muốn ăn chay mà hết thịt hết tiền, không có cách nào mua được nữa hết trơn, thôi ăn chay bây giờ sao.
Cho nên cái nuôi dưỡng cái thân, nhưng mà cái nuôi dưỡng cái thân không bằng quan trọng là nuôi dưỡng cái tâm. Hôm trước có cô đó, cô nói ông chồng của cổ với cổ vô con đường cùng, hai người ly thân hai lần rồi cuối cùng chia tay là do cổ bực, cổ đuổi ông đi, là ăn chay từ 14 tuổi đến 27 tuổi mà vẫn khổ đau. Cái thân thì tương đối nó an, nhưng mà không có pháp an tâm tu, không có nuôi dưỡng được cái tâm mới nuôi dưỡng được cái thân đó. Mà nuôi dưỡng được cái thân thì chỉ bằng 1/3 cái cuộc đời, phải nuôi dưỡng cái tâm nó là chủ lực, là 70%, 2/3 cuộc đời. Phải dành thời gian 2/3 cuộc đời nuôi cái tâm. Giờ nuôi như thế nào? Nuôi dưỡng tính căn, nguyện căn, tấm căn, định căn, tuệ căn, niệm căn. Nuôi dưỡng cái căn này, nuôi bằng cách nào? Lấy chất đề hồ kết tinh của bộ văn sao nuôi dưỡng nó. Một chất này nuôi dưỡng đủ khả năng cho tính căn được sinh trưởng mạnh mẽ. Nhưng mà chất đề hồ văn sao nhiều lúc cô đặt quá, coi vào nó cũng căng. Nhiều lúc con không nổi, coi sao mà thư nói ai không mà nói gì đâu, nó có nhiều người nói sao không dính dáng gì mình. Đề hồ này cô đặt quá, cho nên chúng tôi phải bắt đầu pha loãng nó một chút xíu. Mỗi buổi sáng lấy chất đề hồ văn sao pha loãng thêm. Xung Thu Chiến Quốc như hôm qua nghe thì như khoáng pha lẳng thêm vô, nhưng mà nó cũng không rời khỏi cái bộ văn sao. Văn sao đó là vì cái chuyện sắc dục mà nó nghiêng thành đổ nước cửa mắt nhà tan, thì chúng tôi pha loãng chút xíu vô, lấy thêm những bộ An Sĩ Toàn Thư, một số những cái gì mình học bắt đầu mình đem vô trong cái buổi nói chuyện. Thì nó không rời khỏi văn sao, nhưng mà nó không cô đặc quá. Thì đây là đề hồ chúng tôi pha loãng bớt. Hiểu không? Hình như nghe nó có lý thú không? Chứ sáng nào cũng ngồi đọc. Một họa cực thảm khốc, cực lớn, cực sâu trong thiên hạ, hễ bợp chợp động đến, ắt phải tan thân mất mạng. Đọc hết rồi, nghỉ. Hiểu nói không? Chán. 3 ngày là coi như học trò không còn ai nữa. Nhất là ông Giác ông. Trời, hôm bữa đi làm gì đâu mà hàng rồi môi móc, làm mương, làm hồ, làm có như người nó hết bình, hết xí quách, nằm mê man, không còn một chút xíu sinh lực gì tu hết. Rồi bắt đầu từ khi thầy giảng, bắt đầu bước sang một tháng thứ hai, hết tháng đầu rồi bắt đầu có chất đề hồ này vô, người mới tỉnh lại. Bắt đầu nó có sinh lực lại, bắt đầu thấy hứng hứng tu. Cũng kêu lúc trước là nó coi như là nó xìu, mà nó xìu xẹp lép như cái bong bóng luôn. Không có nói về Phật Pháp mà cứ việc làm và công phu yếu nữa, nó không còn một chút gì sinh lực để sống. Nhờ ăn đề hồ văn sao buổi sáng vô thấy bắt đầu nó có sinh lực lên. Nhiều lúc cái thân này nó bệnh nhưng mà cái tâm họ rất an vui. Bây giờ họ gặp được đề hồ. Hiểu không? Chịu ăn không? Cố gắng ăn cho đình ngủ mà ăn cho nó hấp dẫn. Thì cái tính căn này nuôi chấp đề hồ, đó là măng sao, đó là Phật Pháp, đó là Pháp Bảo. Được người đó kết tinh pha loãng và bào chế ra làm sao để cho phù hợp để mà mình dùng mỗi buổi sáng. Thì mình nghiệm lại có gì bằng không? Ăn đồ chay để nuôi thân thể mạnh khỏe hợp dưỡng sinh. Uống nước trong, nước coi như là có dinh dưỡng không? Rồi được nuôi chất sữa đề hồ, tinh chất của văn sao được giác nhàn pha loãng ra uống vô nữa thì tuyệt. Đúng không? Thích cho nên mỗi buổi sáng uống nhìn ai cũng phấn chấn, đúng không? Nhất là ông Giác, giờ mặt ông tươi, ông cười. Lúc trước là ông kêu nằm mà xẹp lép, không còn một chút sinh lực gì, bởi vì không ăn đề hồ. Đúng không? Thì người đời cũng vậy thôi đó, họ đi làm đã đời luôn rồi cuối cùng về ăn mặn đồ thì họ tinh thần bối rối khổ đau, chưa nói đến cái chuyện họ còn quan hệ ăn nằm vợ chồng và con cái phá rối họ, thì cái tâm họ làm sao chịu nổi. Quý vị coi lại đi, họ không điên, họ không chết sớm là may, mà thế nào cũng phải điên chết sớm, không còn chịu nổi với nó. Thân thì tàn hại ăn những chất độc, tâm thì bị người ta phá liên tục, người ta đánh chịu không nổi là bao nhiêu cái chuyện phiền tối nó tới. Còn mình ở trong này thân an vui, có cái lực của đại chúng, có pháp bảo gia trì và họ nuôi dưỡng mình, cái gì bằng? Không có gì bằng hết. Nhưng mà có nhiều người họ thấy
trống trải và không cảm được đề hồ, không cảm được chuyện ăn chay. Họ phải lôi đầu ra bên ngoài để họ kiếm tiền, kiếm không nổi, đụng đầu mẻ trán đường cùng rồi bắt đầu quay vô lại. Hên còn quay về được, chứ không thôi là đi nửa đường là coi như là tan thương xương mất mạng. Không đơn giản. Thì bây giờ mình nuôi cái tính căn nuôi sao? Cái nguyên lý để mà tính căn hưng khởi thì phải đốn trừ được cái nghi ngờ. Đoạn nghi sanh tính, nguyên tắc nó là như vậy. Mà muốn đoạn nghi thì bởi vì phải hiểu thấu được lời Phật dạy, nghi ngờ không còn. Mà không phải là một lần mình hiểu thấu được, mà phải nghe nhiều lần, nhiều tháng, nhiều năm, bắt đầu cái nghi mình nó rớt từ từ. Như vậy cái đoạn nghi, bằng cách nào để đoạn nghi? Phải thấu hiểu lời dạy của Phật, phải giải trạch pháp của Phật. Cho nên muốn cho tính tâm được tăng trưởng thì phải nghe pháp và phải giải và hiểu thấu người nói cho mình nghe. Mình nghe hoan hỷ, sanh tâm cung kính thì cái tin tưởng của mình, cái niềm tin mình bắt đầu nó có. Đến nỗi các vị như là Ngài Đế Nhàn bị bệnh, Ấn Tổ cũng phải gửi lá thư đến, là quý vị biết cái chuyện là các vị đó mà còn phải chướng ngại trên con đường tu, cần phải có các vị cảnh giới cao hơn để hóa giải, những vị Bồ Tát để hóa giải, huống hồ gì phàm phu chúng ta. Cho nên cái tính căn mà bắt đầu nó phát diệu được rồi đó, nó có niềm tin được đó, người niệm Phật không biết mỏi mệt. Cũng giống như là mình có niềm tin là hạnh phúc khi gặp được cô này, là không biết mệt mỏi vậy đó, ngày đêm coi như là năm sông bảy núi cũng leo cũng trèo cũng lội, bao nhiêu cái gì hy sinh là hy sinh hết để mà được cái việc hôn nhân gia đình. Ai cũng có kinh nghiệm này đúng không? Nhưng mấy thầy tu hồi trẻ không có kinh nghiệm này. Khi mình đã tin công chuyện đó nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình thì họ làm bất chấp. Vì nó yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, đều lội cao, lội hì hục gì mà cũng qua. Bởi vì sao vậy? Niềm tin đó là niềm tin là gia đình của họ, là mái ấm gia đình họ hình thành được, họ thích, họ làm. Cũng vậy, khi mình có cái niềm tin rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói không lừa gạt mình, giới lực cái tinh nghiêm phát đại bồ đề tâm, tinh tấn niệm Phật, nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, và Đức Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện, khi bỏ báo thân thọ mạng hết. Có những người thọ mạng họ chưa hết, họ đủ thiện căn phước đức nhân duyên, do họ dành cái thời gian họ tích lũy nhiều trên thọ mạng họ chưa hết, họ vẫn đi bình thường, họ tự tại, họ muốn đi lúc nào họ đi. Cũng như con người họ có tiền họ làm cái gì không được, họ ra họ mua nhà mua cửa, họ mua cái gì cũng được, có tiền sẵn à. Còn người không có tiền, trời, làm cho có tiền biết bao nhiêu lâu không? Và để cho mà có tiền, và khi có tiền để mà mua những cái gì mình muốn thì mất thời gian bao lâu. Cũng vậy, người có phước báu thiện căn phước đức nhân duyên đủ rồi, họ muốn đi đâu, họ muốn làm cái gì rất là dễ. Thì cái người ngoài đời họ có phước báu thì họ làm cái gì cũng được hết trơn. Nhưng mà họ không có thiện căn, cho nên là họ không có tin tưởng được cực lạc, cho nên họ về không được. Còn mình ở đây thêm là có thiện căn và phước đức luôn, mà mình tích lũy đủ, ai tranh thủ mà tích lũy đủ á, thì người ta trước khi thọ mạng hết người ta đã đi rồi. Chỗ này đại chúng nên nhớ. Còn hầu như là chúng ta không đủ thì thọ mạng hết chúng ta mới ra đi được. Cũng vì sao mà ông cụ Lê Trí Toàn mà ổng lại nằm 15 tháng ở ngoài nhà không đi, mà ổng vừa vô đây là ổng đi. Hôm qua chúng tôi nói với gia đình ổng, chút nữa chúng tôi sẽ nói cái chỗ này. Thì khi mà tính căn đủ và tính căn bắt đầu sâu dày thì tính vi là công đức mẫu. Tính vi công đức mẫu là niềm tin là mẹ đẻ của công đức. Tin Phật lực không thể nghĩ bàn, tin lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt chúng ta, tin nguyện lực của Phật A Di Đà, và tin tự tánh của mình là tự tánh công đức lực của mình cũng không thể nghĩ bàn. Người ta tin như vậy là người ta đã nhận được cái thông tin và phước báu Phật ban. Và họ tin cái câu Phật hiệu là quả địa giác của Phật A Di Đà, và tâm mình có si mê đầm độ ngu dốt gì đi nữa mà niệm cái quả địa giác này thì cái tâm mình sẽ có trí tuệ sáng suốt. Tin tuyệt đối. Và quả địa giác vô lượng thọ cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, tin họ niệm. Mà tin rồi mới làm được ngay, không tin không làm được, và tin yếu kém cũng không làm được. Cho nên muốn đoạn nghi sanh tính là phải nghe lời Phật dạy mỗi ngày thường xuyên. Một thời gian niềm tin được lóe sáng,
Và rất rất nhiều người không có nghe Phật pháp, tu càng tu bừa, tu không có người hướng dẫn, cho nên thành ra gặp cảnh ma xuất hiện và chướng ngại lia lịa luôn, trở ngại lia lịa. Ngài hay nhắc trong đó, vừa không chướng ngại về cái gốc ma dựa thì cũng chướng ngại về tổn khí, mà không chướng ngại tổn khí thì một thời gian cũng chán chường, chịu không nổi. Nếu mà không học giống như người mù đi trong đêm đen làm sao biết được. Như vậy tin gì? Tin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt mình, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ta đã là Phật đã thành rồi, và chúng sanh là Phật chưa thành, là và sẽ thành. Đúng không? Cái chỗ này sâu sắc vô cùng. Phật là Phật đã thành, là gương, cái tấm gương đã lau chùi sạch sẽ rồi, và ánh sáng của nó và cái sự soi trời chiếu đất trong tam thiên đại thiên thế giới, ánh gương trong tâm của Phật đã làm được chuyện này và soi đủ hết rồi, và đầy đủ thần thông diệu dụng trong cái tấm gương là trong thể tánh đã lộ ra đủ hết rồi. Còn mình là bây giờ phải đang chùi mài, phải chùi lâu ngày chày tháng thì gương mình cũng phải lộ ra. Mà chắc gương này bản chất nó là soi trời chiếu đất được, nó là sáng. Chứ nếu mà gạch mà lau chùi gạch đá để cho sáng thì làm sao sáng được. Nếu con người mình không có Phật tánh, nó là gạch đá lau chùi gì cũng không sáng. Con người mình có Phật tánh giống như tấm gương, nó dính bụi lau chùi là sẽ sáng. Nhưng mà không phải là lau chùi sạch sẽ là do lau chùi mà sáng. Nếu mà do lau chùi sáng, lau chùi gạch nó cũng sáng. Chỗ này ấn tổ với người nói thì sáng, nghe thấm thiết. Nếu con người không có Phật tánh, tu kiểu gì cũng không thành Phật. Cục gạch không có thể sáng được, lau chùi cỡ nào cũng là không thể phát ra quang minh soi trời chiếu đất. Và con người có Phật tánh giống như là cái gương, cho nên lau chùi lâu ngày là gương lộ ra ánh sáng. Thấy lộ ra ánh sáng là mừng rồi. Rồi lâu riết râu đến khi về tới cực lạc, lâu đến khi tất cả kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc rơi rụng hết, không còn một cái lậu hoặc gì hết. Tâm minh tứ trí ngũ nhãn lục thông xuất hiện ra thì con người này là gương đã hiển lộ hoàn toàn. Cái chỗ này là cái chỗ mà Ngài nói xử lý viên dung, mà những người tu thiền mà nghe vô là thấm liền. Nhưng mà cái cách lâu để mình tiệm tu, mình trả nghiệp từ từ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ba đại tăng kỳ kiếp thì quá trời là lâu, khó khăn vô cùng. Còn cái cách mà mình lau chùi để mình hình thành nhanh rốt ráo thì có pháp môn niệm Phật giúp cho mình một đời liễu sanh thoát tử, thì cách này nhanh hơn, cách này lau chùi là nhanh hơn. Nào. Thì như vậy tính căn mình phải nuôi dưỡng bằng chất đề hồ văn sao, mỗi ngày nghe và tu tập. Mà cái nguyện căn để phát triển là phải có cái lời phát nguyện của tổ đi chứ. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin em ánh tịnh soi chiếu thông con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Đây là cái lời nguyện của các tổ, Ngài đã phát xuất từ nơi cái sự vãng sanh thành tựu, Ngài viết cái lời nguyện này. Hàng ngày mình đọc lời nguyện này bằng tâm chí thành tha thiết, chứ không phải đọc như trả bài đọc suông. Thì cái nguyện mình mỗi ngày sáng tối, mỗi ngày sáng tối cứ đọc thì bắt đầu cái nguyện căn mình bắt đầu tăng trưởng. Đọc đến lúc mà thọ mạng hết, đọc đến lúc thọ mạng chưa hết, tính căn thiện căn phước đức nhân duyên đủ thì người ta phát cái nguyện này lên đồng với cái tần số của Phật A Di Đà thì họ phải được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chứ ấn tổ nói rất là sâu là người nào đó niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà mưa không xa gió không lọt, mà không có sáng tối phát nguyện thì người này cũng không được vãng sanh. Phải nuôi cái nguyện này bằng cái lời phát nguyện của tổ. Mỗi ngày sáng tối phải đọc trước bằng Phật, chí thành tha thiết, một lòng quy mạng là một lòng muốn về Tây Phương Cực Lạc. Không còn lòng thứ hai, không còn con đường nào khác. Không muốn sanh cõi trời, cõi người, không muốn đời sau làm người tăng xuất gia còn trẻ, nghe một ngộ trăm ngàn, vẫn là đi vào đường quanh lối rẽ, không có thành tựu được. Cái nguyện căn nuôi bằng chất liệu này, tính căn nuôi bằng chất liệu là hàng ngày phải nghe pháp của Phật. Và tấm căn là đó là công phu tinh tấn để mình tu tập. Mà muốn cho tinh tấn tu tập, hàng ngày phải có niệm căn. Niệm căn đó là niệm thanh tịnh. Niệm thanh tịnh đó là niệm Phật. Mà thường hàng ngày mà người nào giữ được câu Phật hiệu với hơi thở thì đến thời công phu họ không có chán chường, họ vô công phu rất tốt. Đây là chất liệu để giúp cho họ tinh tấn.
Còn nếu hàng ngày mà quan trọng công quả, quên công phu, lúc đến lúc công phu giống như xe hết xăng hết bình đi không nổi nữa, chạy không nổi nữa, hết xăng là không khí coi như không còn, bình điện gì trong đó như tinh thần nó rụng bại hết trơn rồi, mệt quá trời. Thì tinh tấn là hàng ngày mỗi người phải tự đôn đốc cho bản thân mình, rồi lâu ngày chạy tháng rồi bồ đề tâm thối chuyển, không có câu Phật hiệu giữ một cái là bức luôn, nó kéo một cái là đi xuống tới miền Tây Châu Đốc luôn, vô tới nơi Bà Đen luôn. Không phải đơn giản lắm. Cho nên cái người muốn giữ cho cái cái tinh tấn bồ đề tâm không thay đổi thì chỉ có niệm câu Phật hiệu hàng ngày. Nhưng mà niệm không nổi, bởi vì tâm lực này yếu, không có khí lực để trợ, xe chạy không nổi. Có tài xế đó, có tâm lực đó, có cái tâm con người đó, nhưng mà xe chạy không nổi vì không có xăng. Muốn niệm Phật đó nhưng mà không niệm nổi, bởi vì khí lực không đủ. Thử tập coi, hít một hơi thiệt sâu vô, khi nhớ được hơi thở tâm người này định rất sâu mới nhớ được. Khi người này hít thở sâu, tâm người này định rất sâu mới hít thở sâu được. Nhớ chỗ này. Tâm tán loạn, thấy một vật, nghe một vật, nhìn một vật, suy nghĩ một cái gì đó là mất hơi thở liền. Hơi thở là dễ nhất mà vẫn bị mất rồi, đừng nói câu Phật hiệu. Người định sâu nhớ hơi thở, hít sâu. Chiêm nghiệm chúng tôi thấy rõ. Hít sâu vô một hơi, niệm một câu Phật hiệu trong tâm bốn chữ, niệm thầm ra hơi, rất dễ chịu. Và cứ giữ như vậy, không ngờ một ngày tâm thấy khác hẳn. 10 ngày là thấy khác hẳn. Tuy rằng còn vọng tưởng nhưng mà nó không làm gì mình được. Nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui giống như hề sạc lô, không làm gì mình được hết. Còn không, mình mà đã với nó rồi thì nó phá cho phải biết. Mình với nó là nó nghĩ gì nó làm đó, không đơn giản với nó đâu. Đó. Thì như vậy cái niệm căn đó là hàng ngày phải giữ cho chánh niệm, mà chánh niệm đó là câu Phật hiệu là chánh niệm, bởi vì A Di Đà Phật là vô lượng giác, giác là chánh niệm. Thôi giờ mấy người ngủ cứ để yên cho họ ngủ, chừng nào đã hết ngủ họ nghe, thế giờ mình kêu mình chú tâm chứ, tập trung nghe đi, ông đừng nhìn thầy bảo. Họ mệt quá rồi, cái não họ không chịu nổi, cái khí lực họ không đủ luôn, và cái tâm lực họ cũng mệt mỏi luôn, mà cái nguồn phát xuất từ khí lực không đủ. Nếu tâm họ nhớ vô cái hơi thở là tâm lực họ có sức định, là tâm lực đủ, và khí lực họ đủ, và họ để vào câu Phật hiệu là định tâm niệm Phật, thì họ thú vị vô cùng. Nhớ chỗ này. Nhưng mà khó ai giữ được, bởi vì họ quen từ nhỏ giờ đâu có hít sâu đâu. Ở chỗ này ấm tổ, chút nữa thầy Tánh đọc cái lá thư nói về Ngài nói với Ngài Đế Nhàn là Ngài nhờ cái hơi thở ra vô mà giữ được câu Phật hiệu trong thời gian ngắn là tâm thủy đã trong lành. Mình phải làm theo người đi trước, không thể nào mình tự làm, mình theo kiểu mình làm theo kiểu mình cứ thất bại qua. Rồi, tính tấm niệm định tuệ. Người niệm Phật khi niệm câu Phật hiệu là niệm lực được tăng trưởng trên chánh niệm, trên câu Phật hiệu, trên quả giác của Phật. Lắng nghe cho kỹ. Và khi an trụ được như vậy đó thì định nó sẽ có luôn, do tâm nó thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh là do tâm niệm được câu Phật hiệu, do khí lực đủ là người này nhớ được cái hơi thở và hít ra sau. Ở chỗ này chỗ dụng công sâu sắc của các vị đi trước ạ. Đừng có tưởng giỡn, đừng có xem thường nha. Người chết là gì? Hết thở là chết. Vì sao hết thở? Tâm lực không còn giữ hơi thở được nữa. Nhớ kỹ, tâm lực không giữ hơi thở. Khi ngủ thì nó còn giữ được nhưng mà rất yếu. Bà cụ hồi hôm qua giờ có ông Lê Trí Toàn cũng nói, ngủ ở ngoài Hà Tĩnh thức dậy con mệt lừ đừ, con khó chịu vô cùng, vô trong này phòng ốc đâu có bằng ở bên ngoài đó, ở trọ chỗ nhà cô Thu con ngủ dậy cũng rất khỏe. Thầy nói ai à, chỗ đó là cái chỗ mà bà sống lâu, cơ thể nó thích nghi được với cái không khí này. Thì đây là một cái không khí chúng tôi được xem như là đi toàn thế giới, các nước trên thế giới, Canada, Úc, Mỹ, các nước trên thế giới, châu Âu, thì thấy được không khí ở đây là tương đối là sức khỏe tốt. Mỹ cũng không bằng San Jose là không khí để nhất nước Mỹ. Chúng tôi đến đó ở 2 năm cũng chịu không nổi. Chúng tôi nói như vậy để quý vị chiêm nghiệm thấy. Thì như vậy cái diện mà mình nuôi được lục căn tính nguyện tấm niệm định tuệ, thì những cái căn này phải chú ý nó.
coi coi bây giờ hiện tại trong tâm mình nó đang phát triển hay nó bị lùi sụp, niệm của mình có giữ được câu Phật hiệu không, có được chánh niệm hay không, hay là luôn tà niệm, vọng niệm, điên đảo trong đó. Mà cái niệm đó là cái gốc, mà cái niệm giữ được câu Phật hiệu thì cái tinh tấn nó sẽ có, cái tính căn nó cũng sẽ có, và cái nguyện căn nó cũng sẽ có, cái gốc từ nơi cái niệm, và cái định căn cũng có, cũng từ nơi cái niệm, và cái tuệ căn cũng có từ nơi cái niệm căn này. Đúng ra năm căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, Phật dạy. Nhưng mà trong năm căn này thì niệm căn là chủ lực. Nếu niệm người này là tà thì tâm người này sẽ tà, định người này tà định luôn. Có những người họ luyện cái định rất sâu, họ tu thôi miên, họ luyện cái định rất sâu, họ nhìn cái người đó là người đó bị thôi miên, nhưng mà đây là tà định rồi, do tà niệm. Và cái trí tuệ cũng bị lệch lạc luôn, và cái tinh tấn của họ cũng là tà tinh tấn luôn, thấy không ạ? Và cái niềm tin của họ về nhân quả, về Phật pháp họ không có được nữa, phát xuất từ cái niệm. Mà khi một niệm này giữ được câu Phật hiệu thì tất cả nó cũng sẽ là chánh hết. Khi một niệm này không giữ được câu Phật hiệu thì tất cả niệm đều là tà. Lắng nghe chỗ này cho kỹ. Cũng một niệm lúc lâm chung sợ hãi, lo toan, giống như đang đi vào đường hiểm, sợ quá chịu không nổi. Cái người mà phàm phu mà không có chánh niệm khi nhập thai là thấy mình lơ lửng trong bụng mẹ, giống như là lơ lửng trong không trung, đứng không có chỗ dựa. Mình đây là mình đứng có đất để mình đứng, đúng không? Nhưng mà nó đang lơ lửng trên không trung, mình chịu nổi không? Như cái máy bay mình đang ngồi trên đó, mà ngồi trên máy bay nhưng mà nó gặp mày nó hụt xuống một cái là ruột gan mình muốn lộn lên hết rồi thôi. Thì người không có chánh niệm khi nhập thai là lơ lửng trong không, như lơ lửng trong không trung, kinh hồn lắm. Và khi sanh ra tâm không có chánh niệm, vừa ra khỏi lòng mẹ giống như hai quả núi ép vào thân con người, mình chịu không nổi đau đớn. Và lúc sanh ra nó phải lộn ngược từ trên cái đầu lên, mà phải chỉ xuống dưới để chui ra. Trời, trong ông An Sĩ Toàn Thư, ông nói về cái vấn đề dục hải hội cuồng, và nói con người vì tâm ái dục mà phải sanh tử. Còn người tâm không có ái dục thì họ có chánh niệm, chứ họ không bị những trạng thái vậy. Họ sanh ra là từ hoa sen hết. Thì như vậy cái gì để làm vẫn đục cái chánh niệm mình? Tâm ái dục. Thì biết nguồn gốc nó. Tâm ái dục, ái sanh ra dục, ái sanh ra thân, thân làm khổ, khổ, khổ hội khổ, hành khổ từ nơi cái dục. Ham muốn quá độ, được cũng chết mà không được cũng khổ. Để ý coi, được ngược người người, một người vợ rồi sanh tật sanh chứng tìm thêm mấy người vợ khác. Ấn Tổ nói có đời ông vua nào mà sống thọ, chỉ có ông vua là Châu Văn Vương, là vua vương đó, đó là ông vua Châu hả, và Châu Văn Vương đó là hay nói ba bà Thái đó, là ông là người biết ít dục, lo cho tất cả thiên hạ, cho bá dân bá tánh. Ông kéo ngôi vị ông bao nhiêu đời cháu được 800 năm, và ông sống rất là thọ. Rồi ông tổ họ hỏi lại có người vua nào thọ không, vì sao? Quá nhiều thê thiết. Cũng giống như ông Ngô Phù Sai, hôm qua chúng tôi nói bên nước Ngô đó, ông chết trẻ, lo hưởng dục giới Tây Thi và không biết gì quốc sự bên ngoài, cho nên thành ra là Phạm Lãi hỗ trợ Văn Chủng giúp cho Câu Tiễn qua đánh bại, xong rồi lấy luôn cô vợ để đi, mất cả gì lẫn chài, rồi cuối cùng tự sát luôn, cứ cổ chết, thân mạng mất, nhà tan cửa mất, vợ rồi cũng tiêu luôn, hưởng hết phước rồi. Có ai nghĩ được điều này không? Không ai nghĩ. Đang hưởng phước, đang leo lên cao là hoàng đế mà nghĩ một ngày nào rớt xuống không? Không. Chỗ này là cái chỗ chết của mình. Thì cái người vì tâm ế ái dục mất hết toàn bộ tính căn, nguyện căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tăng căn và tuệ căn, từ một cái niệm ái dục này mà tiêu hết thiện căn, mất hết phước đức và đọa lạc. Lắng nghe, nghe thầy Tánh đọc cái dục hải hội cuồng. Hôm qua còn vô có Chu An Sĩ viết giật mình luôn, kinh hồn khiếp vía. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị trích trong sách Dục Hoái Hận Cùng. Chu An Sĩ tiên sinh có viết sách Dục Hoái Hận Cùng
những điều dưới đây trích từ sách Dục Hải Hòa Cùng. Chỉ vào thời điểm đầu thai, chợt nhìn thấy cảnh cha mẹ hành dâm mà khởi tâm tham muốn ai nướng, lòng dâm một khi sinh khởi lập tức bị bao trùm giữa tình cha huyết mẹ, từ đó chịu dâm hãm trong bào thai 10 tháng, lần lượt chịu các nỗi khổ để đền trả những món nợ nghiệp báo đã vay. Khi người mẹ ăn các món nóng nảy, thai nhi với chịu khổ như ngậm trong nước nóng. Khi người mẹ uống nước lạnh vào, thai nhi phải chịu rét buốt như nằm giữa khối băng. Khi người mẹ ăn no bụng, thai nhi bị ép chặt đến nỗi đến đầu như có chịu túi sắt nằm. Lúc mẹ đói chưa ăn, trống bụng trống rỗng, thai nhi sợ sệt vì giữ lơ lửng giữa khoảng không, không nơi bám víu. Đến kỳ sinh nở, mẹ đối mặt với hiểm nguy, cha kinh hãi sợ sệt, quyến thuộc tụ hội quanh giường sáng phụ cầu trời khấn đức. Thai nhi lúc ấy như bị kẹp chặt giữa hai quả núi, thật khó khăn như không thể thoát ra. Bà mụ đưa tay vào nắm đầu lôi, thai nhi cảm thấy như đau kiếm cắt đâm vào da thịt. Vừa thoát được ra bên ngoài, liền bật lên tiếng khóc, kêu lớn, đau đớn khi ấy tự như không sao chịu nổi. Những người chung quanh không biết được việc này, nhìn thấy trẻ được sinh ra thì đều vỗ tay vui mừng. Đâu biết rằng, chính những người hôm nay vui mừng đó, ngày trước cũng đã từng trải qua đau đớn khổ não như vậy không khác. Đêm khuya thanh vắng, lắng lòng suy nghĩ mới thấy rằng người đời phải chịu đựng bao nỗi khốn khổ như thế mà không hề nghĩ đến việc làm sao để thoát ra. Thật là điều kỳ quái biết bao. Những điều nói trên không phải do tức đoán mà có ghi chép rõ ràng trong kinh Ngũ Vương. Kẻ phàm phu đam mê ái dục, do đó mà đời đời kiếp kiếp phải chìm đắm trong khổ não khốn cùng, trải qua vô số kiếp đều phải tự mình gánh chịu, không ai thấy thế được. Nếu muốn phá trừ quấn ma phiền não, người có trí phải bắt giữ được ngay tên chủ sói của giặc. Chủ sói đó chính là con ma dâm dục. Ma dâm dục đã bị giết chết thì bao nhiêu quân ma còn lại đều sẽ đại bại. Phần thứ nhất, quan sát chung hình thể nam nữ. Một, nếu tịnh tâm quán chiếu, có thể thấy rằng hết thảy kẻ nam người nữ ở thế gian đều do tình dục mà sinh ra, đó là nguồn gốc sinh ra không trong sạch. Hai, bào thai con người vốn do tinh cha huyết mẹ hòa hợp mà sinh ra, đó là cách thọ sinh không trong sạch. Ba, bào thai ở trong bụng mẹ nằm bên dưới sinh tàng, bên trên thuộc tàng, đó là chỗ ở không trong sạch. Bốn, lúc ở trong bào thai chỉ duy nhất sống bằng máu huyết của mẹ, đó là nguồn thức ăn không trong sạch. Năm, ở trong thai đúng 10 tháng rồi từ cứ mình mẹ mà sinh ra, đó là vừa sinh ra đã không trong sạch. Sáu, sinh ra rồi lớn lên trong thân thể chứa đầy máu mủ chín lỗ, khuyên người bỏ sự tham dục. Chín lỗ trên thân thường chỉ ra những thứ nứt nhơ nhớp, đó là toàn thân đều không trong sạch. Phần thứ hai, bộ phận dục nữ không trong sạch. Kinh Đại Hoa Đức Đà La Ni chức rằng, Phật bảo A Nan, nên biết rằng trong cơ thể người phụ nữ có năm nhóm trùng mà người đàn ông không có. Năm nhóm trùng này cư trú trong âm đạo của phụ nữ. Mỗi nhóm có 80 loại. Cả hai đầu của trùng đều có miệng như kim nhọn, như dao sắc. Mỗi khi chúng ăn vào cơ thể thì khiến cho người phụ nữ tinh thần bất an, bực dọc,
lại trong thêm ham muốn tình dục. Phần thứ ba, những ô uế trong bụng người phụ nữ. Kinh Thiền Bí Yếu nói rằng, nếu người tu tập thiền định mà lưu dục bùng phát, đêm ngày tư tưởng truyền dâm dục, phải biết đó là tình huống cực kỳ nguy cấp, phải gấp rút đối trị tâm tham dục ấy. Phương pháp đối trị là áp dụng việc quan sát tử cung của người nữ. Tử cung nằm phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng có 99 lớp màng cực mỏng như bào thai con lợn chết. Bên trong lại chứa đầy chất nước hôi hám, có hình như ruột ngựa, phía trên cong tròn, phía dưới hơi nhọn, là như hình quả lê. Gắm vào âm đạo, bên trong có đến 1.900 nếp nhỏ li ti, giống như những đường chi nhỏ trên tàu la chuối. Có 8 vạn nhóm trùng vây quanh. Mỗi khi người phụ nữ uống nước vào, phân tán ra khắp 404 đường mạch. Các nhóm trùng này được ăn vào liền nôn ra chất mũ hôi hám, có màu như máu. Lại có nhóm trùng cực nhỏ thường thích thú vào chơi bệnh trong tử cung, sinh sản tích tụ trong một tháng thì không còn đủ chỗ dung chứa, nên mới có chu kỳ kinh nguyệt để thải chúng ra. Phần thứ tư, những ô uế trong thân người đàn ông. Trong sách trên cũng có đoạn nói rằng toàn thân người đàn ông có 404 đường mạch liên quan đến sự dâm dục, tất cả đều xuất phát từ mắt rồi phân tán xuống ruột cho đến vị trí phía dưới sinh tạng, phía trên thuộc tạng, cùng với các mạch của phổi, tỳ, thận, vân vân, nằm ở hai bên thấy đều chứa đầy chất mũ màu xanh như tinh dịch của loài hươu rừng, hồi thối không thể đến gần. Các đường mạch ấy chạy xuống đến chỗ dương vật thì chỉ làm ba nhánh như đường gân trên tàu la chuối, còn có thể có 1.200 đường mạch nhỏ. Trong mỗi một đường mạch ấy đều sinh ra những phong trùng nhỏ li ti, hình dạng như sợi lông. Bên trong những phong trùng li ti này lại sinh ra các cơn sắc trùng, số lượng nhiều đến 78.000 vây quanh thành vòng tròn. Khi mắt người nam vừa nhìn thấy hình sắc người dục, tâm tham dục liền khởi lên. Tâm dục vừa khởi lên, 404 đường mạch nói trên đều nhất thời bị kích động, 80 nhóm trùng đều đồng thời há miệng chảy nước mắt ra. Nước mắt của chúng màu xanh trắng, hóa thành tinh dịch theo năm căn mà tiết ra ngoài. Phần thứ năm, sức mạnh của pháp quán bất tịnh. Đức Phật bổn ngài Xá Lợi Phất, nếu như có người trong bốn chúng đệ tử Phật mặc áo hổ thẹn, uống thuốc hổ thẹn, cầu được giải thoát thì nên học theo pháp môn quán bất tịnh này, cũng như được uống vào chất nước cam lộ màu nhiệm. Trước hết hãy quán tưởng rằng hết thảy các loài trùng sống ở vùng phía trước tử cung cho đến bên trong ống hộ người nữ, cũng như trong khắp thân thể người nam, trong lúc giao hợp đều há miệng, vĩnh tai, trợn mắt, nôn ra chất mũ tanh hôi. Trong lúc quán tưởng, luôn giữ hơi thở điều hòa, an tịnh, tỉnh giác theo dõi hơi thở ra vào, chú tâm quán chiếu mỗi buổi hình ảnh đều rõ rệt, sáng tỏ như nhìn vào những đường chỉ trong lòng bàn tay. Cho đến lúc dù nhắm mắt hay mở mắt cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, thì xem như pháp quốc này được thành tựu, lửa dục tự nhiên dứt hẳn. Khi ấy dù có chư thiên tiên nữ hiện ra trước mắt cũng chỉ nhìn thấy những người cùi hủi. Đối với thân thể của chính mình hay của người khác, cho đến của tất cả chúng sanh trong khắp cõi dục giới này cũng đều quán thấy như vậy. Nếu người nào đã uống được loại thuốc quán tưởng này, đó chính là bậc đại trượng phu, là thầy dạy khắp hai cõi trời người.
không còn bị dòng sông ân ái cuốn trôi phiêu dạt, nên biết rằng những người như thế tuy trong lúc còn chưa vượt ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, nhưng thân thể đã thơm tho tinh khiết như hoa U Bất La, là bậc hướng tượng mạnh mẽ trong mọi người. Cho dù lực sĩ của Long Vương hay vị trời đại tự tài. Dạ thưa, đến đây là kết thúc rồi. Anh gì đâu? Chúng tôi chỉ cắt đến cái phần này thôi chứ cũng còn dài lắm. Dục hải hồi cuồng, tối thượng thư, thánh thư. Ấn Tổ hay nói nó quán bất tịnh. Trích dẫn trong kinh nói về bất tịnh của người nam nữ. Từ đâu sanh ra cái bất tịnh này? Từ tâm bất tịnh. Tâm bất tịnh đó là do tâm gì bất tịnh? Tâm gì bất tịnh? Tâm ái nhiễm, tâm dục sự bất tịnh sanh ra cái thân thể. Tâm thanh tịnh, thuần thiện, thuần tịnh phải sanh trong hoa sen. Đúng không? Rõ ràng. Nói, hồi nãy mà ông nói qua An Sĩ Tổng Thư ông chích dẫn nói quán đến cái chỗ này thôi, tuy rằng chưa thoát khỏi ngũ trược nhưng mà tâm đã thơm tho, là thân tâm đã thanh tịnh thì thân đã thơm tho nè. Hòa thượng Hư Vân, ngài ngồi ngài niệm Phật ở trong cái thất tọa thiền, cả một xung quanh cái thất ngài bao nhiêu cây số mùi thơm, còn mình thì cũng thơm lắm, không tắm 3 ngày là thơm chịu không nổi. Từ đâu vậy? Từ tâm bất tịnh đó. Tuy rằng bây giờ mình đang là không nghĩ gì nhưng mà nó còn dồn chứa trong cái nó đựng ở trong đó, nó còn ai là da nó chứa đựng trong đó. Một dục niệm khởi lên với một người nam tâm đã ô uế mà khởi lên với người tu hành nữa đó, thà động nước ngàn sông không động lòng người tu sĩ, tội này lớn chớ dài. Tổ quan kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Đạo tràng nào nữ là ra nữ hết, nam là ra nam hết. Già cũng không cho ở chung luôn. Biết cỡ nào. Nếu mà dưới này giờ mấy thầy mà không có các cụ già làm sao mà duy trì môi trường này nổi. Có chúng ta cũng lo. Già chưa chứng A-la-hán nó cũng rắc rối lắm. Bây giờ muốn tuyệt dục 100% triệt để chỉ có vô quả vị A-la-hán. Dục này nó kinh hồn lắm. Nó giết người cũng là dục vì mất vợ. Nó giết con người khác cũng vì là dục nó mất chồng. Khi có rồi nó cũng chết, mà khi mất rồi nó cũng chết. Mà cái nguy hại của nó nè. Sách Pháp Viễn Châu Lâm chép, Đức Phật dạy rằng tà dâm có 10 tội ác. Một là gian dâm với người vợ, nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại. Tự nhiên cái người vợ họ gian dâm với chồng, tức là họ đi ngoại tình hoặc giả là họ đòi hỏi quá đáng, thì họ cũng khởi lên một cái ác niệm trong tâm là sợ người chồng giết mình. Tự nhiên nó khởi lên như này, kinh hồn. Phật dạy mà. Hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận. Mình tưởng là ăn nằm vợ chồng hòa thuận, ngăn lại không hòa thuận. Ấn Tổ ngày nói, ngày kêu là nếu mà trọng như khách, quý như khách thì là hòa thuận, mà xem họ như đồ vật để mình thỏa dục thì là sẽ không hòa thuận, thất bại. Ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm đi. Vạn ác dâm đứng đầu, khi mà khởi niệm này lên thì phước báu mất hết, điều lành không đến với mình, muốn làm lành cũng không được, mà muốn có cái quả tốt cũng không được luôn. Làm nhân lành cũng được mà muốn hưởng quả tốt cũng không được, bởi vì cái tâm dâm ác này quá xấu xa rồi. Cho nên thành ra là càng ngày càng giảm bớt những điều lành rồi. Bốn là chết sớm khiến cho vợ con phải cô độc không người chăm sóc. Hạng sĩ Thuận Thư Ấn Tổ nói ông này là Bồ Tát, ông soạn ra những cái thư kinh này quá tuyệt hảo, mà ai nghe để làm được thì người này là dự vào bậc thánh hiền ngay. Mà cái người nói cho họ làm được điều này đó là nói công đức bậc chúng, giúp cho họ bỏ nhân ác. Khi bỏ nhân ác này rồi đó thì hành nhân thiện niệm Phật thì tâm mới tương ưng được với Phật. Chỗ này Ấn Tổ hay nói, chúng ta tâm đắc cái chỗ này. Nhiều người tâm không bỏ tâm ác được, làm thiện thì cũng có làm thiện mà niệm Phật không tương ưng được, bởi vì đề hồ còn trộn lẫn với chất độc, tâm thiện ác lẫn lộn. Bỏ thêm nuôi thuốc chữa bệnh mà do chất độc phát tác quá mạnh, tham sân si quá lừng lẫy.
5 là tài sản gia đình mỗi ngày mỗi hao tổn. 6 là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra thường bị người khác nghi ngờ cho mình. Lạ, cái người mang tâm dâm dục thay vì người khác lấy tiền của tự nhiên nghi mình. Trời, chịu đó không? Nó Phật nói là không có sai. 7 là bị bạn bè thân hữu khinh bỉ. Còn tiền còn rượu thì gì? Còn bạn bè, hết tiền hết rượu, hết bạn bè, đó là lẽ thường không? Còn tiền luôn, còn rượu, còn bạn bè, nhưng mà bạn bè vẫn khinh bỉ do người này quá dâm loạn. Kinh lắm. Rồi, 8 là rộng kết oán thù với nhiều người. Ngộ ha. 9 là sau khi chết phải đọa vào địa ngục. 10 là sau khi chịu tội địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì gặp phải người vợ không trinh tiết, nếu sinh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê. Kinh thiện yếu 3, kinh thiền yếu 2 dục dạy rằng người tu tập cầu đạo giải thoát trì giới tu định phải dứt trừ 6 sự ham muốn. Một là ham muốn ngoại hình xinh đẹp của người phụ nữ, hoặc người nữ ham muốn người nam. Hai là ham muốn dung mạo xinh đẹp, ngoại hình xinh đẹp, dung mạo xinh đẹp. Ba là ham muốn dáng vẻ xinh đẹp. Bốn là ham muốn âm thanh tiếng nói dịu dàng. Năm là ham muốn sự xúc chạm mềm mại êm ái. Sáu là ham muốn cử chi hành vi dịu dàng, cử chỉ hành vi dịu dàng. Nếu rơi vào những sự ham muốn như thế, nên quán tưởng sự bất tịnh ô uế. Bất tịnh như hồi nãy. Công đức của việc giữ giới không tà dâm. Kinh Thất Phật Diệt Tội nói rằng người thọ trì giới không tà dâm có 5 vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị thiện thần đấy tên là gì? 1 là Trinh Khiết, 2 là Vô Dục, 3 là Tịnh Khiết, 4 là Vô Nhiễm, 5 là Đản Dịch. Kinh Phật Bát Nê Hoàn chép Phật dạy nại nữ, người không tà dâm có 5 điều phước lành tăng trưởng. 1 là được nhiều người khen ngợi, 2 là không sợ quan quyền, 3 là được sống yên ổn, 4 là sau khi chết được sanh cõi trời, 5 là tu tập theo đạo thanh tịnh chứng đắc niết bàn. Đạo thanh tịnh nếu tu thiền thì chứng đắc niết bàn, mà nếu niệm Phật thì bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì đây là cái việc do tính căn, nguyện căn, định căn, tuệ căn, niệm căn, tấm căn lui sụp do niệm dục sanh khởi, phá mất hết luôn. Một vị thầy đã tu rất đắc lực trên núi, két tới hàng ngày thọ hưởng cái từ trường hơi thơm, khỉ hái trái mang tới, cột ngồi đó để mà nghe ngài nói pháp. Có một cô đi ngang qua, ngày thứ nhất ghé vô xin nước, cho nước bình thường tâm vẫn không rung động. Ngày thứ hai ghé qua xin cơm, bắt đầu có chuyện rồi đó. Ngày thứ ba ghé vô học đạo, và bắt đầu ngày này ngày nọ ngày kia ngày ngày qua lại. Hai người tự nhiên tâm ái chưa đoạn được. Vị này mới vô định rất sâu, định mà cảm loài thú lắm phải vậy. Cuối cùng thiết pháp sau đó rồi hai người hẹn hò. Trời ơi, mấy con khỉ nó tức. Mỗi lần bả đến nó rung cây, nó la, nó ra nó rung cây. Mấy con khỉ nó kêu, còn con cọp nó hư hư hư, nó gầm lên. Là hai người xuống núi luôn. Định lực không phá được cái cửa ải dâm dục, cầu Phật hiệu phá được nó. Hay cái chỗ này, có định không có niệm. Niệm này là thôi thúc cho cái định, niệm này là cầu Phật hiệu. Niệm này bị tán loạn, giao hết toàn bộ thân tâm cho cô ta rồi. Bây giờ thấy là vui, xuống rồi hạ sơn mới thấy là cái niệm mình nghĩ vậy là sai. Cái niềm vui của vợ chồng ăn ái không bằng vô trong thiền định. Và cái niềm vui của người thiền định tứ thiền không bằng cái người vào trong liên thai. Người vào trong liên thai hoa sen,
đây là công đức Phật lực gia trì. Còn cái định của mình là tự định lực của mình là tự lực thôi. Định này không có bằng cái công đức vô tâm liên thai. Về Tây Phương gặp Phật A Di Đà thì cái công đức mà cái niềm vui này gấp trăm ngàn lần cái thiền tứ định. Nghe thì biết như vậy nhưng mà làm không được, không chịu làm. Và đây là cái chuyện tới đâu hay đến đó, không quyết tâm làm. Cái này trong văn sao tổ nói rõ ràng. Vậy hiểu cái nguồn gốc của cái tội lỗi và luân hồi là từ tâm ái dục. Và phá hết bao nhiêu thiện căn, bao nhiêu phước đức, bao nhiêu nhân duyên từ nơi cái niệm này. Kinh hãi nhất và khó giữ nhất và dễ phạm. Khó giữ nhất là niệm dâm dục, trong hôm qua tổ sư Hồng Quang nói trong cái cuốn An Sĩ Tòng Thư. Và dễ phạm nhất là sát hại sinh mạng. Chỗ này anh em phải hết sức là cẩn thận. Biết đề hồ đang uống là văn sao, được thầy nhàn pha loãng chất đề hồ vừa đủ đô đô để uống, không gắt lắm, đúng không? Văn sao này không gắt lắm. Và biết cách để thải chất độc tố ra, thì người biết chịu thải độc tố ra và uống thuốc bệnh và thuốc bổ vô. Thuốc bệnh đó là danh hiệu A Di Đà Phật, là chú đại bi, là niệm danh hiệu Quan Âm. Và thuốc bổ đó là thêm làm từ thiện, làm những việc thiện lành từ theo khả năng và điều kiện của mình. Thì bắt buộc người này phải hết bệnh thôi. Sanh tử trầm kha gì cũng phải hết bệnh. Chỗ này là cái chỗ tinh tuế, tinh nhuệ. Hết lòng lắng lòng cho kỹ nghe. Thú vị không? Nghe thú vị đúng không? Nếu mà không thú vị là biết là người mình không có thiện căn, bị thua chột quá nặng rồi. Nó đang hướng về cái tâm của cái tâm mà nó phá bắt tất cả những thiện căn phước đức nhân duyên định huệ của mình, đó là tâm dâm dục, tâm ái dục, tâm sát hại chúng sanh, hại người, hại vật. Còn khi mà có được cái tâm thanh tịnh rồi thì người này muốn gì? Giúp người giúp vật, cứu người cứu vật, lợi người lợi vật. Mà cái lợi người mà mình đem về mình cho họ ăn, thiếu ăn cho ăn, thiếu mặc cho mặc, rồi thiếu nhà cho nhà ở, rồi lúc họ lâm chung họ bệnh mình lo luôn, rồi lúc họ chết mình niệm Phật cho họ vãng sanh. Thì cái này là phước bước bậc trung và bậc thượng. Còn nếu giờ thôi cho họ ăn uống đồ đầy đủ no rồi thôi, không có kêu chánh ác làm lành, tâm chằn vẫn giữ tâm chằn, tâm ái vẫn giữ tâm ái, tâm sân vẫn giữ tâm sân, thì làm sao còn phước báu đủ để về với Phật? Tâm sân đó nó mất hết lòng từ bi rồi, khi khởi niệm sân lên nó phá hết tất cả lòng từ rồi, làm sao về cực lạc được? Mà lòng từ không có thì người này không có lòng bao dung thì không ai ở với mình được, y như con rắn độc không ai gần mình được hết. Còn lòng tham nó khởi lên thì lòng tham khởi lên là phước báu mất hết, cho người này nó nghèo cùng túng thiếu. Si mê nổi lên là không có trí tuệ, ngu dốt, ngu xuẩn. Mà người niệm Phật được thì gì? Cái định tuệ họ có, cái chánh niệm họ có, cho nên lòng tham họ không còn giảm nhẹ và họ thích đi bố thí, cho nên phước báu của họ ai mà bị kịp không? Không ai bị kịp. Lòng sân họ bị câu Phật hiệu phục rồi, thì lòng từ bi họ mở ra thì bao nhiêu con người đến với họ và họ làm những phương tiện sự rất dễ, ai cũng hỗ trợ họ. Còn mình đi đâu cũng bực bội, đi đâu cũng khó chịu, cái gì cũng nhăn nhó, cái mặt một đống như đống phân trâu, thì hỏi làm sao ai gần mình được? Coi lại đi, tự mình giết mình, không ai ngoài giết mình. Si mê, si dại, không biết đâu nhân quả thiện ác, không biết đâu là trí tuệ, không biết đâu là cái chuyện tai hại về cái chuyện mà đọa lạc. Thì đây làm sao mà có trí tuệ được? Mà không có trí tuệ là người khổ đau nhất. Cái chánh niệm quan trọng. Bây giờ chúng tôi nói qua cái phần còn một cái lá thư Ấn Tổ viết về cái bài tự của Dục Hải Hội Cuồng ngày mai nghe. Bài thư này, lá thư này hay. Lá thư viết cho Ngài Đế Nhàn nói về cái cách để hơi thở. Hôm qua chúng tôi lên buổi chiều gặp gia đình của họ. Thì chúng tôi hỏi cái chú mà con đó, 39 tuổi, là pháp danh Đức Thiện, cái chân của ông bị gãy và bắt ốc, bắt bồ lon, bắt inox rồi trong đó. Chúng ta hỏi vô trong này mấy ngày khi đưa bà vào đây, rồi bây giờ đưa về thấy làm sao, có cảm xúc gì không? Nó kêu cảm xúc tốt lắm, quyết định về không có, có ăn mặn, không bán quán mặn nữa, bỏ luôn. Và chú này khi nghe chúng tôi buổi giảng đầu tiên là sáng một tay,
31 đem vô là ngày chủ nhật 2 giờ chiều rồi mấy người xuống đây. Sáng hôm đó là có nghe chúng ta một buổi giảng nói về ông. Chưa có nói về ông mất mà chỉ nói ông cụ vào. Đều bèn tháo bảng luôn, quyết định khỏi hỏi mẹ, tháo hết, hai vợ chồng tháo hết. Phở bò Lê Trí Toàn 30 năm. Tháo bảng hết mọi. Thì vừa tháo bảng, chúng tôi nói buổi sáng, buổi chiều ông ra đi. Một tay, vừa báo tháo bảng buổi sáng, chiều ông ra đi. Và chiều ông ra đi thì gia đình quay vô liền. Thì một tay đi là hai tay liệm. Thì sáng hai tay chúng tôi lên mới ngồi nói chuyện, kể chuyện hôm qua, đặt pháp danh đồ xong xuôi hết rồi, gia đình hoan hỷ xong rồi buổi chiều phóng sanh liệm xong rồi, hồi hôm qua buổi sáng là đi thiêu, rồi chiều hôm qua là bắt đầu mang cốt về. Cho trước giờ chưa có cái ca nào mà rốt rẽ nhanh như ca này. 31 mang vô, một tay móc, hai tay thiêu, ba tay mang hũ cốt về. Trời ơi, lẹ cực kỳ. 31, 1, 2, 3, về. Không nói nhiều, ông già này. Vì sao có người nhiều người nằm mấy năm luôn không đi vậy? Thọ mạng chưa hết, nghiệp báo phải còn đền trả. Ông này thọ mạng vừa hết, chưa phải là tử thiện căn phước đức nhân duyên à. Một đời của ông chúng ta ngồi nghiệm lại, nó ổ sổ lại cho ta. Ông Lê Trí Toàn này pháp danh Đức Thọ, ổng là gián tiếp bò để nấu bún 30 năm, mà sao ổng sống đến 72 tuổi ta. Hôm qua nói với bà, với gia đình, vì sao ổng sát hại đời này không có chút từ thiện nào, và gần như là bán quán mạng như vậy mà ổng sống lâu, là ổng hưởng cái tuổi thọ của đời trước. Ổng hưởng tuổi thọ đời trước, đời này không có tích lũy nhiều, không có tích lũy luôn. Ông hưởng đến 72 tuổi và cái duyên của hai người con quá tuyệt vời. Năm 2012 vô đây tu và 2 tuần vô đây xong quyết định 3 năm 15 tháng rồi không ra đi được. Và quyết định đem vô trong này, vừa đem vô ngày trước ngày hôm sau ông ra đi. Lý do gì? Thọ mạng ông vừa hết. Và những oan gia trái chủ khi vào trong này hoan hỷ tha ông. Có những người oan gia trái chủ không theo báo, họ về đây an toàn nhưng mà thọ mạng hay chưa hết. Cái chỗ thọ mạng quan trọng vô cùng luôn. Mà cái thọ mạng nó chưa hết thì cái kiểu gì cũng chưa hết. Không bớt. Có chú Thạch mà chứ ông còn tu ở đây nè. Ông đi lên trên núi voi đó, ông muốn chết quá rồi, ông phiền não, ông tu không được. Ông lấy ván, ông đóng thành cái hộp, ông chui vô, ông nằm, ông ăn. Không ăn mấy ngày cũng không chết. Xong rồi ông về đây câu quả. Ông lên tỉnh thất. Nó coi như nó làm ông khó chịu vô cùng. Và cuối cùng đến lúc nào chết. Vừa đi ra khỏi chùa là không ý niệm ở trong chùa nữa ngang. Là đi qua đường cao tốc cái tầm cái rồng cái chết. Thọ mạng hết, dễ chết vô cùng, còn chưa chết đó ngang, chui vô hồn nằm cũng chết. Ngộ thiệt nha. Thọ mạng nó quan trọng. Như vậy cho nên mình duy trì cái thọ mạng đó là mình biết phóng sanh, đó là ăn chay và mình không sát sanh. Đó là cách để kéo dài thọ mạng. Và một cái cách tinh tế hơn nữa đó là tâm không khởi dục niệm và tâm không tham ái dục ăn nằm. Hai cách này là bảo vệ sinh mạng và lúc lâm chung an toàn vô cùng. Và thành Phật cũng từ nơi cách vật ngăn cách được cái này. Sự ham muốn ăn thịt chúng sanh và ham muốn về dục vọng. Ai nói mình nghe? Phật Bồ Tát Văn Sao nói cho mình nghe. Hôm qua chúng ta hỏi bà cụ. Ông cụ vô trong này bà chứng kiến sao? Kiểu ngày đầu tiên 31 đưa vô, rồi sáng một tay lên để lo cho ông vẫn bỏ thức ăn như cũ, khổ phần ăn như cũ, vẫn bơm thức ăn bình thường, ông vẫn nói chuyện bình thường luôn. Và ông hơi nóng, ông kêu lấy cho cái quạt, cái ông cành nằm ở bên cạnh kêu quạt ở trong này thầy không cho mang vô đâu, nóng cũng phải chịu chứ. Cái ông bên cạnh ông cũng cắt cớ vậy, cái quạt cái đâu sao đâu, cứ cười, ông cũng không mang vô. Rồi bắt đầu bà lo lắng rau lửa rồi xong hết rồi kêu thôi tôi về. Tôi với đứa cháu về. Thì về cái xong rồi gì? Ông nằm ông đi luôn. Lúc nói chuyện bình thường luôn, nói chuyện rất bình thường không cái gì. Thì bà nói ông đi quá nhẹ nhàng. Hỏi bà có buồn gì? Kêu không buồn, bởi vì đứa con nó giác ngộ, nó bỏ quán mặn. Mừng quá, mừng không thể tưởng tượng, cho cái gì cũng bằng. Và hôm qua ngồi với nói chuyện gia đình mới phát tâm 7 tuần lễ là 70 triệu để mỗi tuần lễ là 10 triệu phóng sanh cho ông. Với 30 triệu để mà làm những công việc in kinh in sách. Thì bữa nay
không có in kinh sách nữa và chưa có soạn ra những cuốn sách và đang chuẩn bị làm 2000 cái máy màn hình đó, 1 tỷ máy, thì kêu thôi để xung vô trong này làm, đang gửi dữ liệu qua chuẩn bị làm để tặng cho người ta. Và ông cụ đã rất có duyên, cái chuyện chút xíu phát tâm 30 triệu mà nó cũng hùng vô được 1 tỷ máy để làm. Rồi vào trong này ngay cái lúc mà chúng tôi bắt đầu đang giảng, và gia đình nhờ hiểu cái điều giảng cho nên thay đổi cả gia đình. Và hồi chiều hôm qua, giờ đang đi trên đường tối nay mới tới nhà, và hồi chiều hôm qua chúng tôi lên thì chúng tôi lấy cơm, lấy nước, chỉ còn bún đồ mang theo cho gia đình họ đi. Nhưng mà họ nói cái cảnh chùa trong này họ cứ quyến luyến, không nó như nó có một cái gì đó thiêng liêng mà làm cho họ nó có một cái sự quý mến, mà coi như trong nhà họ hoan hỷ. Thì lúc chiều đó lên thì mấy thầy cũng bếp núc rồi xong hết rồi, lên tu rồi, chúng tôi mới kêu chú Nhật Minh, nói chú Nhật Nghị mở cửa rồi ra lấy mì đồ chế cho họ ăn rất đơn giản, mà họ nói rất là ngon. Chúng tôi vô bê đúng cái trái dưa hấu ra sắc cho họ ăn. Thì gần như là họ thấy như là một cái gia đình, không còn ngăn cách gì cả. Và gia đình cũng có cúng dường cho Tam Bảo. Thì chúng tôi có lên nói một câu như vậy, mà thật lòng chứ không phải mình nói giả dối. Cái gia đình đã lo cho ông qua bao nhiêu tiền 15 tháng nay rồi, đừng có nghĩ tiền bạc cúng dường gì hết ở trong này hết trơn. Như vậy là đủ, không có cần thiết nhiều, 20 triệu là lo đám dư, đừng cúng nữa. Thì chúng tôi thật lòng nói như vậy để họ không phải lo toan với chuyện tiền bạc. Chúng tôi cũng hỏi gia cảnh làm ăn giàu có làm sao, biết như vậy thôi chứ không hỏi nhiều. Thì mới nói chuyện tất cả mọi thứ. Thì họ hỏi bây giờ trên đường mang về như vậy có thắp nhang được không, kêu không cần thắp nhang, trong xe đóng cửa chỉ mở niệm Phật, kêu thầy Nhuận Minh lên chép cái ông điệu niệm Phật hộ niệm mở suốt trên xe là tốt. Quý vị nhớ những cái điều này, đôi khi trong gia đình mình có hữu sự mình nên làm, mở suốt đi từ đây ra tới bữa đó. Họ nghe họ thấy hợp lý liền, và coi như là cả gia đình, hai đứa cháu, hai đứa con, đứa rể, con trai, cả gia đình của họ gần như là thực sự chúng tôi cảm giác là có một cái tuy rằng không hiểu đạo mà nhờ hai đứa con gái biết đạo về truyền từ từ, cho nên đến già lớn tuổi mà bà cụ này lo cho ông rất kỹ, không có chia liền nửa chừng. Và hai người gần như là chúng tôi cảm giác thấy đến cuối đời, tuy rằng ông mất như vậy nhưng mà không phải là yểu thọ, qua khỏi 60 tuổi là gọi là thọ rồi, chết đây gọi là hưởng thọ rồi, còn dưới 60 tuổi là hưởng dương, ông này thọ. Vì vậy cho nên thành ra gia đình của họ, chúng tôi cảm giác thấy rằng là chỉ có người con gái, hai người hiểu đạo thôi. Nhưng mà chỗ này chúng tôi mới phục nè. Trong lúc này về làm đám chủ nhật này con vô không kịp, chủ nhật sau là đứa con rể với một đứa con gái vô trong này ở suốt luôn, thuê nhà trọ để hồi hướng niệm Phật cho ba cho đến 49 ngày. Có một số người đưa lên thì thực sự như sư cô hôm bữa thì có một vài người lên lo, rồi khi mất thì họ mới lên đông, chứ hầu như là mất xong rồi thôi, không biết họ là ai luôn. Cái chuyện cúng dường không nói rồi, mà không thấy gia đình họ lên để mà tu với đại chúng để hồi hướng công đức. Thì chúng tôi thấy gia đình người này thực sự đáng tiên dương. Và cái đoạn mà hôm qua thầy Chánh đồ làm cái chuyện mà hộ niệm cho gia đình đó, thì chúng tôi để trong cái đĩa này, bởi vì nói đến liên quan cái chuyện hộ niệm. Thì khi cái con người mà được hộ niệm lúc lâm chung á, quan trọng có thiện tri thức khai thị là thứ nhất, để họ buông bỏ hết những cái gì sắp xếp, họ sắp xếp xong hết. Đó là tinh yếu và điều quan trọng thứ nhất. Lâm chung tâm đại yếu mà. Cái đại yếu thứ hai đó là thay ban hộ niệm. Ông cụ này bên ngoài cũng có, ở Hà Tĩnh cũng có hộ niệm, mà hộ niệm một thời gian ngắn chứ đâu có ai mà tới làm 24/24 được, cho nên gia đình quyết định đem vô đây. Thì ban hộ niệm thay phiên hộ niệm không ngưng tiếng niệm Phật. Chuyện này hơi khó, không khỏi dễ. Con cái thương kiểu nào thương, bỏ ra mấy chục tỷ để lo cha mẹ được, mà kêu niệm Phật niệm không được, bây giờ đâu có làm quen đâu. Qua chúng tôi nói, ô, ở ngoài đó có hộ niệm mà, kêu có. Nhưng mà ngoài đó gia đình nói hộ niệm không phải là suốt 24/24 đâu có người đâu. Vấn đề quan trọng nữa là gì quý vị? Khi lúc lâm chung không dời động khóc lóc, chỗ này quan trọng. Dời động khóc lóc và cúng kiến mạng làm cho gì? Cho các vị người mất đó bị đọa lạc rất nhanh. Vì vậy cho nên thành ra hôm qua buổi tối ngâm chân thầy Ngữ có nói đến một cái việc là cái lá thư của cái ông đó là
Lá thư của cái ông này đặc biệt, ổng làm quan mà lan quan liêm khiết, ổng cũng làm phước báu rất là nhiều. Mà khi ổng mất con cái không hiểu đạo và cúng dường giết gà giết vịt và đãi đằng từ cái tỉnh này sang tỉnh kia, bởi vì ổng có nhiều địa điểm quen thân rồi gia đình rồi này nọ, mỗi mặn mang đến một địa điểm đó là sát hại sinh vật. Và cái thời đó là cầu cơ, mà Ấn Tổ ngày không có chấp nhận cái chuyện cầu cơ. Nhưng mà có những cái chuyện cầu cơ đúng là ổng cầu cơ, là ổng lên ổng nhập, ổng có nói về cái chuyện ổng đọa lạc. Hãy tánh đọc cái lá thư này cho mọi người nghe. Cái chuyện là khi gia đình mất rồi khóc lóc cúng mạnh, chỗ này quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang chích cho văn sao tục viên. Lá thư số 121, thư gửi cư sĩ Quách Phù Đình. Hôm qua nhận được thư biết Định Nghiêm đã về Tây Phương trong ngày 28 tháng trước, khôn ngăn cảm khái than thở. Cố nhiên trong đời trước Định Nghiêm đã có vung bồi, đến trong đời này tay trắng làm nên sự nghiệp, giàu có cừ vàng quá tuổi thọ. Thọ quá tuổi 70, con cháu đầy nhà, bình sinh ư lần lần không mệt mỏi, hộ trì tam bảo. Nếu có tín nguyện sẽ vãng sanh Tây Phương, nếu không có tín nguyện chắc sẽ sanh lên trời, hoặc sanh trong nhà đại phú quý cổ nhân gian để hưởng đại phước. Nhưng phước thế gian chẳng thường hằng, hãy nên bảo các hiếu quyến đều cùng nhau chỉ tâm niệm Phật để mong cụ chưa được vãng sanh đi được vãng sanh. Đã vãng sanh sẽ tâm các công vị, đấy mới là lòng hiếu có ích. Ai nấy hãy nên bớt đau thương niệm Phật, đừng học theo người đời chỉ cốt sướng tay quay mắt người khác, chẳng màng thần thức của cha mẹ có được lợi ích hay chăng. Hơn nữa, lúc Định Nghiêm còn sống đã tin vào Phật pháp, nay mai trái cho cụ, theo đúng lý hãy nên thuận theo chí của cụ lúc sinh tiền, nhất loạt đừng dùng đồ mặn. Phàm tế thần, cúng linh, đại khách đều dùng món chay. Điều này đem so với phóng sanh công đức càng lớn hơn. Nếu chẳng dùng đồ chay thì sống đám tâm này số lượng sinh mạng bị giết quá nhiều. Nên nào vì bọn ta thể hiện lòng hiếu mà khiến cho cha mẹ ta phải kết sát nghiệp với vô số sinh mạng ấy. Năm Dân Quốc 13, 1924, tiên sinh trong một sơn mất, vị này từng làm tổng đốc Đường Giang. Công ông là tạp chi quen biết với quan, gửi cho quan một tờ cáo phó. Quan khuyên đừng dùng đồ mặn, do ông ta là quan chức có tiếng tăm rất lớn, nếu dùng đồ mặn sẽ chẳng tránh khỏi làm cho cha đớ mày đớ mặt, lại hóa thành gây lụy cho cha. Thư quan gửi đến, ông tập chi chẳng biết đốn, bảo những người lo việc bằng bạc. Những kẻ lo việc toàn là bọn tham ăn, tục uống, đều chẳng nắm thành dùng món chay. Thiết lệ điếu tăng tại thiên tâm, khách chúng ta ngồi hơn 4.000 bàn. Sau năm, lúc đến về đất An Huy, đến Nam Kinh làm lễ điếu tăng. Tới Phú Hồ thuộc tỉnh An Huy lại làm lễ điếu tăng. Về đến nhà đại thiết lễ điếu tăng, con cháu dòng trưởng làm lễ điếu tăng tại Dương Châu, chỉ 5 lần thiết lễ điếu tăng, những sinh mạng bị giết đã chẳng thể tính nổi số. Chôn cất xong trở về thiên tân, có kẻ cầu cơ tiên sinh Ngọc Sơn Nhân Đàn đầu đớn bốn mọi người nhà dùng đồ mặn, nói công đức thở lòng quan khi còn sống đã bị tiêu diệt hết mà vẫn chưa đủ để bù đắp cái tội ấy. Tập chi quá sức hối hận, nhưng không làm sao được, muốn lập một đại tù lâm tại thiên tân để trục lỗi. Đã chọn được cục đất thổ đánh rồi, gặp phải cuộc chiến ở Phùng Thiên trực lệ nổ ra, vẫn chưa thực hiện được, chỉ tìm cách kết nhận như nhỏ nhoi. Ngó hầu người đưa tới có chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Định Nghiêm khá có duyên với quan, cư sĩ cũng có duyên với quan. Trong lúc này, quan chẳng vì cư sĩ nói chuyện lợi hại này
thì là thiếu sót tình bạn bè. Sợ cư sĩ có thể nghĩ là chuyện không quan trọng, không yếu, nên những đầy đủ chuyện của châu tộc chi để chứng minh. Đối với chuyện làm Phật sự, hãy nên có niệm Phật là bậc nhất. Những chuyện khác đều là bày vẽ bên ngoài cho dễ coi mà thôi. Trong khóa tụng sớm tối, quan đọc tên của Định Nghiêm để hồi hướng trong 21 ngày. Do đối với bạn thân thiết, quan điều một mực chẳng làm theo lễ nghi thế tục, chỉ dùng niệm Phật để hồi hướng nhằm biểu lộ tình bạn mà thôi. Cầu cơ là tác dụng của linh quỷ, trong ấy có khí thờ thật, nhưng quan chẳng tấn thành cầu cơ, xin đừng hiểu lầm. Dạ, đến đây là kết thúc ạ. A Di Đà Phật. Qua chúng tôi có dặn gia đình cũng kỹ, về tới nhà cũng nên làm một cái nghi lễ để mà đón ông về, rồi cho mọi người đến. Tuy rằng không có xác, có hũ cốt, nhưng mà mình cũng làm một buổi lễ, dọn một cái tiệc chay để đãi cho mọi người và thông báo ông ra đi. Tuy rằng trước khi ra đi bệnh ngặt nghèo, nhưng mà ra đi hậu vận rất tốt. Gia đình nó sẵn sàng chuẩn bị xong hết rồi. Có mấy thầy về cúng rồi, tiệc chay rồi nấu chay, cúng chay, mọi thứ đã gia đình chuẩn bị xong hết. Chúng tôi có dặn cái nhà mà nấu bún 30 năm, bún bò đó, thì nên bắt cái tivi mỗi buổi sáng chúng tôi giảng trực tiếp để mà mở ra, cái cũng có chuẩn bị hết. Và trên đường không có giống như cái ông này, cứ đến đâu là lễ tang đến đó và phúng điếu đến đó và đến để mà làm những cái chuyện sát hại. Họ chỉ đi một mạch, ngoan ngoãn vâng lời về tới nhà mang hũ cốt về. Nhưng mà có nhiều người họ chấp, họ kêu phải mang cái xác về mới được, họ kêu giao hết cho thầy muốn sao cũng được. Chứ có ông cụ ba của chú Khánh ở Sài Gòn, ông mất rồi, cái gia đình cứ bàn bạc và xôn xao bà cả ba ngày trời là không biết thiêu hay chôn, làm ông khó xử. Cuối cùng ông nhập vô đứa cháu, ông kêu để cái xác để luôn, tôi ở đây tôi không muốn về, ồn ào phiền phức quá. Cuối cùng là chúng tôi đứng đó sẵn thấy nghe luôn, rồi chúng tôi nói thôi cái xác cứ cho mang về đi. Cái phần mà muốn mang xác về làm đám để cho mọi người biết là ông mất để họ thu tiền phúng điếu hay làm gì không biết, ông quan hỷ cho họ về đi. Còn ông, cái hồn ông ở đây, cái tâm ông ở đây, cái tâm thức ông ở đây thì có dướng bận gì đâu, để qua đây nó thú quách thì sao. Cái ông nghe ồ thôi mang đi cũng được, ông ra khỏi đứa nhỏ. Ba chú Khánh, Khánh ở Sài Gòn. Nhưng cái người này họ lại thuận, không có bàn bạc giao hết cho thầy, thầy kêu thiêu, cái thiêu mang hũ cốt về cũng được. Người ngoan, người ta hiểu đạo và người ta tin tưởng, tính vi công đức mẫu, tin tưởng vậy là có công đức liền. Còn có những gia đình họ bàn bạc không biết bao nhiêu. Và hôm bữa có một chú đó, có người mẹ mất, ông cha đã cho lên trên này thiêu rồi mà không viết giấy. Rồi cuối cùng chú Hạnh mà hay làm đại xá, cuối cùng ông lên ông kéo về, nó khóc biết bao nhiêu, nó muốn thiêu, bà cũng muốn thiêu mà ông cho, ông sắp về ông làm đám. Mà thường về làm đám mặn đó là muốn nở mày nở mặt với hàng xóm, cái đó là trọng danh ghét thật, đọa lạc như chơi. Bây giờ hết giờ là chúng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể chư vị đồng tu, hôm nay phòng hộ niệm của Tịnh Thất Quan Thế Âm có nhận một ca cũng đặc biệt, đó là cụ Lê Chí Toàn, 71 tuổi. Cụ có nguyện vọng được vào Tịnh Thất Quan Thế Âm để được hộ niệm, và gia đình cũng đồng ý. Cụ vào ngày hôm trước thì hôm sau đã ra đi an lành. Được biết rằng cụ Lê Chí Toàn trước đây đã từng tham gia trong quân đội. Sau khi về nhà thì cụ làm nghề bán bún bò trong thời gian 30 năm. Người bạn đời của cụ đã ăn chay trường và khuyên cụ từ bỏ nghề bán bún bò, nhưng cụ không đồng ý. Trải qua một thời gian dài làm nghề bán bún bò thì cụ Lê Chí Toàn đã bị bệnh ung thư thực quản.
căn bệnh này khiến cụ ăn uống rất là khó khăn, không thể ăn uống bình thường được mà ăn bằng ống dẫn. Thì đến giờ phút cuối, tức là cách đây 2 ngày, cụ đã nhờ người thân đưa vào trong tịnh thất Quan Thế Âm để được đại chúng trong phòng hồn niệm giúp đỡ cho cụ vãng sanh. May mắn là gia đình gặp được sư phụ Ân Sư Thượng Giác Hà Nhàn, và sư phụ đã khai thị hướng dẫn mọi người làm cách nào để giúp cho cụ ra đi được an lành. Và sư phụ đã đứng ra tổ chức lễ phóng sanh và hồi hướng cho ông cụ, và kết quả là ông cụ đã ra đi an lành. Trước khi tổ chức buổi nhập liệm này thì gia đình cũng đã phát tâm mua các loài chúng sanh thủy tộc và cũng vừa phóng sanh xong để hồi hướng cho hương linh cụ Lê Chí Toàn sớm vãng sanh về cảnh giới an lành. Cụ Lê Chí Toàn là một trong những người có phước duyên rất thù thắng, là một trong những người rất hiếm hoi được sư phụ đứng ra hồi hướng và cả đại chúng hộ niệm và được phóng sanh rất nhiều đợt để giúp cho hương linh cụ Lê Chí Toàn có thể sớm vãng sanh về cảnh giới cực lạc. Trong giờ phút thiêng liêng này, đại diện gia đình sẽ nói lên đôi điều cảm niệm cho đại chúng cùng nghe. Xin mời cô có đôi điều chia sẻ ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt gia đình của cụ Lê Trí Toàn, con là con gái trưởng ở trong gia đình, con xin thay mặt cảm ơn sư phụ thầy Thích Giác Nhàn cùng toàn thể các quý thầy ở trong tịnh thất Quan Âm cùng ban hộ niệm đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình và cha con được ra đi một cách là an lành. Tuy rằng cha con cũng có những nghiệp sát sinh rất là nặng, nhưng mà cũng được gia đình và cũng được nhờ các sư thầy ở đây cùng ban hộ niệm đã giúp đỡ cha con nên ra đi cũng rất là an lành ạ. Con xin chân thành cảm ơn, tri ân tất cả thầy chủ trì ở đây và tất cả các sư thầy ở đây cùng tất cả toàn thể đại chúng ở đây. Một chân thành tri ân Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của cô. Như vậy chúng ta biết rằng nghề sát sanh đồ tể là nghề mà đem lại cái quả báo rất thê thảm, bởi vì chúng ta làm cho cái loài sinh vật đau đớn, thống khổ, và chúng ta phải nhận một quả báo trong thời gian sớm hay muộn. Nhưng những người làm nghề buôn bán súc sanh hoặc là buôn bán thực phẩm mặn thì họ cũng vô tình gián tiếp cho việc sát sanh này, bởi vì không ăn thì người khác không giết. Chúng ta làm nghề buôn bán thực phẩm mặn thì chúng ta không trực tiếp cắt cổ con gà, con vịt, con trâu, con bò, nhưng chúng ta dùng dao sắc từng thớ thịt của nó cũng sẽ đau đớn và căm hận chúng ta. Đây là sự thật. Và cụ Lê Chí Toàn lại ngẫu nhiên hay là vô tình hay cố ý không hiểu mà lại ung thư ngay vùng thực quản. Đây cũng là một cái nhân quả mà chúng ta phải suy ngẫm. Bên cạnh là còn một người con cũng có thể tham gia trong vấn đề buôn bán bún bò, thì cô cho biết rằng công việc bún bò có thể tiếp tục hay là chấm dứt sau khi ông cụ qua đời. Kính thưa quý vị, thì tôi xin được giới thiệu là tôi là con gái út của cụ Lê Trí Toàn. Thì cũng hôm nay là cũng một cái phước duyên quá lớn đối với cha của chúng tôi, và cũng là một sự bất ngờ với gia đình, bởi vì là cùng cách đây thì được khoảng 3-4 ngày thôi, thì thực sự là gia đình cũng không tưởng tượng được là sẽ có thể là lo được chu toàn cho cha của mình như thế này. Thì cũng nhờ cái phước duyên này thì gia đình thì cũng đã phát nguyện, đó là từ bỏ cái nghề mà buôn bán về các cái thực phẩm mặn, và quẻ trong tương lai thì sẽ sử dụng các cái thực phẩm trương, để thực phẩm cháy để hồi hướng cho cha của mình. Vâng, vừa rồi cô con gái
đại diện trong gia đình và đã thỏa thuận và nói lên rằng sau cái chết của ông cụ Lê Chí Toàn thì gia đình sẽ chấm dứt, từ bỏ việc buôn bán bún bò và chuyển sang bán thực phẩm chay. Đây là một cái duyên phước rất thù thắng. Nhờ sự ra đi của ông cụ mà gia đình đã chuyển theo một chiều hướng tốt. Mong rằng những người đang làm nghề sát sanh, đang buôn bán thực phẩm mặn, đang buôn bán các loài súc vật cũng như buôn bán thịt của loài cá, loài gà, vịt, heo, bò v.v. Khi các vị nghe qua cái đoạn video clip này, các vị hãy suy nghiệm lại, đây là gia đình mà đã làm biểu pháp vô cùng sống động, đã từng buôn bán trong thời gian mấy mươi năm, cuối cùng ông cụ đã nhận được một kết quả rất là bài học rất là đáng giá cho mọi người. Như vậy gia đình đã chuyển sang buôn bán thực phẩm chay là một điều rất là đáng ca ngợi, tán thán. Xin chúc mừng gia đình đã có một chuyển hướng tốt đẹp như vậy. Thì trong quá trình hộ niệm, các thầy các chú trong ban hộ niệm đã nhiệt tình giúp đỡ, thì trong đó chú Nhuận Hiền cũng trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn mọi điều được diễn ra suôn sẻ. Sau đây chú Nhuận Hiền sẽ có đôi điều chia sẻ ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, cụ Lê Chí Toàn này có cái nhân duyên rất là tốt được vào đến tỉnh Thất Quan Âm này vào ngày chủ nhật là ngày 31 tháng 5 dương lịch, đúng còn hơn 1 giờ trưa. Hôm đó là bọn con tiếp nhận cái ca này vào trong phòng, vào đến tỉnh Thất Quan Âm, thì con thấy cái tình trạng sức khỏe của ông cụ này cũng còn rất là tốt, cũng chưa có dấu hiệu nhiều là người này sẽ ra đi. Bọn con cũng tương đối là chủ quan, bọn con mới sắp xếp cho cụ lên khu cụ yếu để mà nghỉ ngơi một vài ngày, để có thời gian cho người thân tới lui chăm sóc, để ông cụ tập quen với cái môi trường này. Nhưng mà không ngờ rằng cái sự ra đi của ông cụ quá là mau đi, quá là bất ngờ. Qua đến ngày mai là ngày mùng 1 tháng 6 dương lịch, giấc ban ngày khoảng bọn con còn tắm rửa thay đồ cạo đầu cho ông cụ sạch sẽ hết. Đến chiều là ông cụ ra đi. Ra đi quá là nhanh, không ai đón trước được. Bọn con đo biết được ông cụ ra đi, bọn con mới đưa ông cụ vào trong phòng hộ niệm để tiếp tục cái việc chờ niệm. Thì niệm Phật khoảng hơn mười mấy tiếng đồng hồ là toàn bộ cơ thể ông cụ bắt đầu mềm mại hết. Sắc diện bắt đầu hoan hỷ, tươi nhuận ra nhiều. Đây là phước duyên rất là lớn của ông cụ. Theo con được biết thì cụ này đã làm cái nghề bán thịt chúng sanh này hơn 30 năm rồi. 30 năm làm cái nghiệp ác này. Đến khi ông cụ phải gánh chịu cái quả báo rất là thống khổ, suốt 14-15 tháng trời bị căn bệnh ngặt nghèo, bác sĩ không cách nào chữa trị được. Bác sĩ chỉ có thể chữa trị được thân bệnh, nhưng cái nghiệp bệnh mà do oán nghiệp thì bác sĩ cũng bó tay, không có nào chữa trị được. Nhưng mà phước duyên của ông cụ lại có nhân duyên được gia đình, con cháu trong gia đình, người thân quen biết đến Phật Pháp, hướng dẫn cho ông cụ ăn chay, hướng dẫn cho ông cụ niệm Phật. Đến khi ông cụ phát Bồ Đề Tâm vào đến tỉnh Thất Quan Âm này là một chuyển biến vô cùng lớn đối với bản thân ông cụ cũng như đối với gia đình này. Có một sự chuyển hóa rất là lớn. Ông cụ vào đến đây rồi thì ra đi quá nhanh. Đây là một cái biện pháp quá là tốt đối với gia đình cũng như tất cả mọi người. Sát sanh hại vật, làm cái nghề giết mạng chúng sanh này, dùng dao mình cắt từng miếng thịt của chúng sanh cho người khác. Cái sự thống khổ, nếu như bản thân chúng ta tự đặt mình vào hoàn cảnh của những loài chúng sanh mà mình giết chúng đó, đến khi ông cụ hết phước, hết cái phước ăn đi, không thể nào ăn trực tiếp bằng miệng được mà phải bơm qua đường ống một chút xíu cháo, một chút xíu sữa. Đến khi thật sự phước hết thì bỏ cái thân này. Nhưng mà cái duyên thù thắng gặp được Phật Pháp, chuyển hóa một cách quá là bất ngờ luôn. Đáng lẽ ông cụ này còn phải gánh chịu cái nhân quả này một khoảng thời gian dài nữa, chứ chưa phải để đi liền được như bây giờ đâu. Nhưng mà do ông cụ phát Bồ Đề Tâm quá là mạnh, nhờ sự thúc đẩy của gia đình,
nhờ kẻ gia đình con cháu đồng lòng muốn giúp đỡ cho ông cụ chuyển hóa hết toàn bộ gia đình. Hơn thế nữa, nhờ cái công đức gia đình mình sám hối, niệm Phật, phóng sanh, chúng con được biết rằng khi mà ông cụ vô đây, gia đình mình có phát Bồ Đề Tâm gửi sư phụ, nhờ sư phụ phóng sanh giúp cho ông cụ. Thì ngay sáng hôm ngày mùng 1 tháng 6 đó là sư phụ đã phát tâm phóng sanh ở dưới khu chuyên tu để hồi hướng trực tiếp cho ông cụ. Đến buổi chiều là ông cụ đi ngay. Chứng tỏ rằng cái công đức phóng sanh hóa giải của ân kết rất là hay. Nhưng mà mình phải hiểu một điều rằng nhân quả không thể nào xa chạy được. Gieo ân ác thì chắc định phải gặt quả ác. Nhân quả không thể nào cấn trừ được. Đến một lúc nào đó, chính bản thân mình và gia đình cũng phải gánh chịu cái nhân quả sát sanh hại vật này. Nhưng mà có một cái cơ hội rất là lớn. Nếu như gia đình có thể phát tâm ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, cải ác làm lành, tu thiện tích đức từ bây giờ cho đến khi bỏ cái thân này giống như ông cụ, thì nhờ cái nhân duyên thiện lành nó sẽ chuyển hóa được phần nào đó cái nghiệp báo của mình, khiến cho cái quả báo ác nó sẽ đẩy lùi về phía sau. Nhân quả thiện lành nó sẽ hiện ra trước, mình sẽ không phải gánh chịu cái quả báo thống khổ, để mình mau mau về thế giới cực lạc. Về đó rồi thì vĩnh viễn không còn phải chịu khổ nữa. Ông cụ này, nếu như ông cụ biết Phật Pháp sớm một chút thì quá là hay, không đến nỗi phải chịu khổ như thế này. Thật sự vì ông cụ quá khổ, vì quả báo để hiện tiền quá khổ, nên ông cụ mới có cơ hội, mới có cái duyên để mà gặp được Phật Pháp. Nhưng mà cũng không đến nỗi là quá là muộn màng. Cụ Lê Chí Toàn này giờ đã ra đi, để lại một thân tướng rất là tốt, rất là hoan hỷ. Mong gia đình của cụ hãy phát Bồ Đề Tâm. Mình nhất định phải học Phật, nhất định phải cải ác hướng thiện, nghe lời quý thầy chỉ dạy, cố gắng tu thiện tích đức, giúp cho ông cụ khoảng thời gian này, trong vòng 49 ngày này rất là quan trọng đối với cụ, cũng như đối với bản thân gia đình mình. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất chân thành của chú Nhân Hiền. Như vậy ông cụ Lê Chí Toàn quả là một biểu pháp rất là hay, phước duyên vô cùng thù thắng. Bệnh ung thư thực quản hơn một năm trời, không thể ra đi được, ăn uống khó khăn, sống không được, chết cũng không xong. Khi vào trong tỉnh thất Quan Thế Âm ngày hôm trước, ngày hôm sau lại ra đi an lành. Đó là nhờ sự phóng sanh, sự hồi hướng của sư phụ Thượng Giác Hòa Nhàn. Điều này cho thấy rằng nghiệp lực bất khả tư nghì, nhưng công đức lực cũng bất khả tư nghì. Như vậy, dù chúng ta lỡ làm, tạo tác những điều bất thiện, sát sanh hại vật, nhân đó gieo rồi, chúng ta không thể nào sửa được. Chúng ta sửa chăng là sửa hành vi hiện tại, phóng sanh chuộc mạng để bù đắp lỗi lầm của mình. Trong giờ phút thiêng liêng này, nguyện cầu cho hương linh cụ Lê Chí Toàn buông xả vạn duyên, nương theo tiếng Phật hiệu của đại chúng, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, một đời này chấm dứt luân hồi, vãng sanh bất thoái thành Phật. Giờ đây xin mời đại diện ban hộ niệm, giờ đây chúng ta hãy chuẩn bị kiểm tra thoại tướng xem cụ có thoại tướng thế nào ha. Vừa rồi đại diện ban hộ niệm đã kiểm tra thoại tướng của cụ Lê Chí Toàn.
Qua kiểm tra cho thấy rằng tay chân đều mềm mại giống như người còn sống vậy, chứng tỏ rằng cụ đã buông xả được vạn duyên, không còn dính mắc mọi thứ ở trần gian này. Cái biểu pháp này cho chúng ta thấy rằng tuy thường ngày chúng ta tạo nhiều ác nghiệp cỡ nào, nhưng công năng của câu Phật hiệu là bất khả tư nghì, có thể chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ biến mất. Như vậy cô con gái, cô thấy được hỏi tướng của cha mình như vậy, trong tâm cô có cảm xúc gì nè? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm xúc của con rất là hoan hỷ. Con không thể ngờ được cha con được có được một cái thoại tướng như thế này ạ. Dạ, con xin chân thành cảm ơn các quý thầy ở đây cùng tất cả ban hộ niệm ở tại tỉnh Thất Quan Âm đã nhiệt tình giúp đỡ, tận tình cho cha con ra đi một cách là êm đẹp và thanh thản. Con xin cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong hương linh của Lê Chí Toàn sớm vãng sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Vâng, A Di Đà Phật. Giờ đây chúng ta sẽ làm một nghi thức nho nhỏ để đưa tiễn cụ Lê Chí Toàn vào trong Á Quang. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Hôm nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đứng từ bi tiệm độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới từ đại bi A Di Đà Phật. Thank you.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư tôn đức cùng chư vị đồng tu, hôm nay tỉnh Thất Văn chúng ta đưa tiễn một cụ ông tên là Lê Trí Toàn lên đài hỏa táng. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta hội tụ về đây và làm nghi thức nho nhỏ để đưa tiễn cụ ông lần cuối. Cụ ông này có duyên lành được vào tỉnh Thất trong một ngày. Ngày hôm sau ra đi an nhàn, đây là phước duyên rất thù thắng. Cả gia đình đều đồng lòng hỗ trợ và tham gia việc phóng sanh để hồi hướng cho cụ ông. Đây là việc rất là đáng tán thán và ca ngợi. Trước khi đưa nhục thân cụ ông xuống lò hỏa táng, đại diện gia đình sẽ có nơi lời tác bạch cảm tạ. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Già. Kính thưa chư liên hữu đồng tu và Phật tử gần xa chứng minh. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 6 năm 2020 dương lịch, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý, cũng là ngày đưa linh cữu cha của chúng con là ông cụ Lê Trí Toàn tạ thế vào chiều ngày mùng 1 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch hưởng thọ 71 tuổi đến đài hỏa táng. Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, chúng con không sao nói lên hết nỗi niềm tri ân đối với thâm ân cao cả của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Chúng con thật vô cùng cảm động trước tấm lòng từ bi của người.
cảm cuộc đời của người đã hy sinh cống hiến đời mình cho Tam Bảo, trải qua biết bao gian khổ thăng trầm để hoằng dương pháp môn tịnh độ. Dù có nhiều chướng ngại nhưng người vẫn mỉm nụ cười, bao dung và giải thoát. Ân sư lúc nào cũng đưa bàn tay xoa dịu nỗi đau của chúng sanh, nở nụ cười hoan hỷ làm vơi bớt phiền lụy trong lòng chúng con. Từng lời pháp nhủ của ân sư tuy đơn sơ mộc mạc mà gần gũi như dòng sữa ngọt ngào êm dịu, làm tan chảy những nghiệp chướng sâu dày từ tâm thức của chúng con. Hơn nữa, người vì lòng từ bi vô hạn nên đã thành lập phòng vãng sanh từ năm 2007, cho đến nay đã được 13 năm. Chúng con thật vô cùng xúc động và tri ơn ân sư. Nhờ có người mà những ai già yếu hay bệnh tật khổ đều được đưa vào phòng trợ niệm, được niệm Phật 24/24, được ra đi trong sự thư thái nhẹ nhàng, không sợ hãi trong tiếng niệm Phật. Ôi ân giáo dưỡng một đời lên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Kính bạch tôn đức và chư vị Phật tử, gia đình con biết Tịnh Thất Quan Âm đã gần 10 năm. Thỉnh thoảng chúng con có vào đây tu học và hay nghe ân sư giảng pháp trên mạng. Gia đình con nhiều người đã phát tâm ăn chay trường, tuy nhiên cha con vẫn còn ăn mặn và bán bún bò hơn 30 năm. Nhiều lần mẹ con và các con có khuyên cha nên đổi nghề, nhưng cha con vẫn không chấp nhận. Năm ngoái, ông bắt đầu ngã bệnh và chịu nhiều đau khổ. Chúng con vô cùng xót xa và chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn không hết. Cuối cùng được sự đồng ý của mẹ và các em, tuần trước chúng con quyết định vào Tịnh Thất để tu hồi hướng cho ông, cũng như xin quý thầy cho ông được vào phòng hộ niệm. May mắn thay, chúng con được ân sư và quý thầy cho phép nên ông đã được đưa vào phòng hộ niệm trong ngày 31 tháng 5 dương lịch. Chiều hôm đó, chúng con có cúng dường một chút tịnh tài nhờ sư phụ phóng sinh cho ông. Và sáng hôm sau, ngày 1 tháng 6, sư phụ đã phóng sinh hồi hướng cho ông. Nhiều thì chiều hôm đó, ông đã ra đi nhẹ nhàng vào lúc 2 giờ 45 phút. Chúng con thật sự không ngờ ông ra đi thật nhanh như vậy. Quả thật công đức phóng sanh thật bất khả tư nghị, đã giúp cho ông được nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng. Đứa em trai thứ ba của con cũng cùng với cha bán bún bò hơn 30 năm. Hôm nay em đã quyết định nghỉ bán bún bò và chuyển sang nghề khác, không kiếm tiền bằng sinh mạng của chúng sanh nữa. Gia đình con vô cùng hoan hỷ, thương em bấy lâu nay khuyên không được, nhưng bây giờ em quyết định như vậy, gia đình con rất vui mừng. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực tu hành để đời này giúp cho mọi người biết đến Phật Pháp, biết đến pháp môn tịnh độ và ăn chay niệm Phật để lúc lâm chung được vãng sanh cực lạc. Kính thưa quý liên hữu, gia đình chúng con vô cùng tri ân tất cả những thành viên trong ban trợ niệm cũng như chư liên hữu đã hết lòng hộ niệm cho cha của chúng con cho đến giờ phút này. Trong những ngày qua, dù gia đình chúng con có hết sức cố gắng, chắc chắn cũng không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong chư tôn đức và quý Phật tử hoan hỷ niệm tình tha thứ cho. Một lần nữa chúng con xin đê đầu đảnh lễ tạ ơn tấm lòng từ bi của ân sư đã vì tất cả chúng sanh mà thành lập nên phòng vãng sanh, để giúp tất cả chúng sanh trong phút cuối đời được ra đi trong sự an lành và giải thoát. Chúng con xin tri ân thành công đức như trời biển của người. Chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho ân sư pháp thể khinh an, tuệ đắc thường chiếu, phước thọ miên trường, cửu trụ ta bà, để giúp cho tất cả chúng sanh đều được vãng sanh về thế giới cực lạc. Gia đình chúng con cũng xin tri ân quý thầy, quý chú, quý liên hữu trong Tịnh Thất, chư vị thân hữu gần xa, đặc biệt là những thành viên trong ban hộ niệm. Chúng con không thể nào nói hết được sự tri ân và rất là sâu nghĩa nặng này. Chúng con chỉ biết thành tâm hồi hướng và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho toàn thể quý liên hữu thân tâm thường lạc, tật bệnh tiêu trừ, nhất tâm niệm Phật, để một đời này chúng ta sẽ là những đứa con của Đức Từ Phụ A Di Đà và cùng gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Cuối cùng, chúng con thành tâm nguyện cầu Đức Từ Phụ A Di Đà từ bi tiếp dẫn hương linh ông cụ Lê Trí Toàn
được vãng sanh về miền Cực Lạc, dứt huyết liền ác nghiệp trần lao, liên hoa chín phẩm đặng vào, chóng thành chánh giác tiêu giao đời đời. Nam mô Hoan Hỷ Tạp Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi đại diện gia đình đã đọc lên lời tác bạch rất là sâu lắng, rất cảm động. Các người con của ông cụ Lê Trí Toàn rất là thành tâm, nhất tâm cầu nguyện cho cha mình sớm vãng sanh. Trong những ngày vừa qua thì đã nỗ lực phóng sanh để hồi hướng cho ông cụ. Đây là một điều rất là đáng tán thán ca ngợi. Ông cụ Lê Trí Toàn tuy trước đây đã làm nghề bán bún bò, cũng tạo nghiệp sát sanh, nhưng mà nhờ một chút duyên lành đời trước, trong giờ phút cuối đời đã phát tâm vào trong tịnh thất để được mọi người hộ niệm, và cuối cùng ông đã ra đi an lành. Đây là một điều làm biểu pháp cho mọi người để chúng ta xem xét lại rằng tuy rằng nghiệp chướng chúng ta đã tạo nhiều đời nhiều kiếp sau dày, nhưng mà nhờ công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ của ban hộ niệm mà chúng ta có thể tiêu bớt nghiệp chướng và ra đi được an lành. Thì giây phút tử biệt sinh ly lúc nào cũng rất là để lại những cái cảm giác bùi ngùi xót thương cho người đi kẻ ở. Trước sau gì mỗi người chúng ta cũng có giây phút này, hoàn cảnh này, và cũng trở về với các bụi. Nhưng chúng ta ra đi trong trạng thái như thế nào, trong môi trường như thế nào, đó là điều rất quan trọng. Không dễ gì được hộ niệm. Thậm chí những người niệm Phật tu hành lâu năm cũng chưa chắc được hộ niệm, nhưng ông cụ Lê Trí Toàn lại được hộ niệm trong giờ phút cuối. Đó là phước báo rất thù thắng, không dễ gì có được. Như vậy cả gia đình, người thân chúng ta nên phát tâm ăn chay trường trong vòng 49 ngày để hồi hướng cho ông cụ. Nếu mà ai phát tâm ăn chay trường luôn á, thì càng tốt. Đó là điều rất đáng quý. Tuy trước đây người thân cũng khuyên ông cụ Lê Trí Toàn và người con hãy nên bỏ nghề bán bún bò này, nhưng mà không thành công. Nhưng may mắn thay, nhờ sự ra đi của ông cụ mà cả gia đình đã phát tâm đổi nghề. Đây là chứng tỏ rằng người chết đã độ cho người sống. Như vậy các người con cũng như người mẹ hãy nên thành tâm niệm Phật xuyên suốt trong 49 ngày, hoặc thậm chí sau đó chúng ta vẫn tiếp tục ăn chay niệm Phật, phóng sanh, làm những việc từ thiện để tiếp tục hồi hướng cho ông cụ, để ông cụ mau tiêu tốt nghiệp, để mà sớm vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Sự ra đi của ông cụ tuy sẽ để lại những nỗi mất mát nhất định trong lòng những người con và người bạn đời, nhưng mọi người hãy chuyển sự đau thương thành động lực tu hành. Chúng ta lấy đó làm cái bàn đạp để chúng ta đổi đời và đổi cái kiểu chiều hướng tu hành chúng ta. Từ chỗ này chúng ta sẽ đổi nghề và đổi đời. Chúng ta sẽ bắt đầu tu hành để chuyển đời hướng, đời sống tâm linh chúng ta thêm một chiều hướng tốt. Như vậy chúng ta sẽ làm một nghi thức nho nhỏ để đưa tiễn nhục thân của ông cụ Lê Trí Toàn xuống lò hỏa táng. Mọi người hãy nhất tâm niệm Phật trong giờ phút thiêng liêng này. Quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đứng từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.